Hello các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nha. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh bị trúng đơn, nhận hàng kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái thước rút các bác nhá. Thước này thì bên em lên nó là thước móc khóa, nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu trắng và màu vàng như này. Đấy, màu trắng bạc và màu vàng gold như này nhá, hai màu rất là đẹp luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Chiều dài của nó là 2m và chiều ngang của nó sẽ là 60mm, tức là nó vào hơn 5mm một tí các bác. Đấy. Và con này thì rất là đẹp, nó có thể quấn tròn như này thì các bác có thể mua về để mình sử dụng làm thợ, làm nghề, làm vặt khi mà mình cần phải đo nhanh. Các bác đeo bằng móc khóa này luôn, sau đó thì mình thẩm định, mình đo lấy kích cỡ, nó rất là tiện nhá. Giá thì chỉ có cho bác là 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá, thước móc khóa. Giá của nó sẽ là 50k một chiếc móc, thước móc khóa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tô vít V10 nhá, V10. Con V10 này là bao nhiêu? Giá sẽ là 130.000 con V10 như này nhá. 2 này, 4 này, 6, 8, 10 đầu tô vít như này nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 10 đầu tô vít to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ, các bác chỉ cần sập vào là mình sử dụng thôi. Đó, sau đó thì mình xoáy này cho em này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều và có xoay 180 độ được luôn nhá. Xoay 180 độ, các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đó. Và dùng thì ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là tới 10 đầu vít như này nhá. Rất tiện luôn. Đó. Thì các bác sử dụng nó rất là thích. Đấy. Giá sẽ là 130k. Lên cho em là V10 nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó, các bác lên cho em là V10 này. V10 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ chốt cửa tự động nhá. Đây nó sẽ là dòng chốt cửa. Các bác dùng cho cửa nhà, cửa nhỏ này, cửa tủ này, cửa chuồng trâu, chuồng chó, chuồng mèo các thứ, các cái cửa nhỏ các bác chỉ cần lắp vào, sau đó thì mình đẩy vào nó sẽ sập nhá. Và khi các bác mở ra thì chỉ cần đẩy này nó sẽ ra luôn. Giá sẽ là 40.000. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Đấy, nó rất là đơn giản, về nhà các bác bắt vít vào cho em, sau đó thì mình sập vào thôi. Đấy, cửa chuồng trâu, chuồng bó, chuồng chó, chuồng gà. Đấy, đây các bác này. Cửa tủ, các cái cánh cửa tủ các thứ rất là tiện này. Đấy, chỉ cần sập vào là nó tự đẩy vào nhá. Khi mở ra thì mình kéo tay ra cho em, còn khi đóng vào thì mình chỉ cần sập vào là nó tự nó sập lấy. Đấy, nó có cái hệ thống lò xo rất là tiện. Giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn học chống cận nhá. Đây nó sẽ là một con đèn học chống cận siêu tiện ích luôn. Và dòng sử dụng bằng pin, công suất của nó sẽ là, con này công suất của nó là 10W này. 10W sử dụng từ 2W đến 10W và sử dụng là dây sạc nhá. Đấy, đây sẽ rất là tiện ích như này nhá. Đấy, các bác về chỉ cần bật này cho em là nó sẽ sáng này. Đây, rất sáng luôn nhá. 10W nhưng mà rất là sáng này. Đấy, nó có sáng trắng, sáng vàng, sáng trung tính. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Và con này thì các bác có thể xoay như này. Đấy, gập lên gập xuống nó rất là tiện ích luôn. Mình dùng để làm đèn đọc sách này hoặc là sử dụng đa chức năng luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác một hộp bút ở đây. Đấy, có một cái hộp bút ở đây các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần đẩy xuống như này thôi. Lắp cho hộp bút này vào rất là tiện luôn. Lên theo là đèn học chống cận nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một em đèn học chống cận như này. Đấy. Lên cho em là đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 100 cành đấy. Đấy, 100k cho em đèn học chống cận như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đèn học chống cận này. Đèn học chống cận giá sẽ là 100k một em, 100.000 em như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng viên thả bồn cầu như này. Ở đây thì một hộp này của nó thì sẽ bao gồm là một túi này là 10 viên. Thì các bác dùng các bác thả trực tiếp vào cái bồn cầu nhà mình thôi. Nó rất là tiện luôn. Đó. Mùi thì của nó khá là thơm luôn. Thì các bác thả vào cái bồn cầu thì nó sẽ ra cái nước màu xanh. Đấy, thì con này nó rất là nhiều công dụng nhá. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn. Giá sẽ là 15k trên một túi. Lên trên là túi thả bồn cầu. Giá sẽ là 15.000 cho một túi thả bồn cầu như này, 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá, tăng đơ 9D. Con này thì giá siêu tốt luôn. Giá chỉ có 95.000 thôi. Hàng này thì nó rất xuất đi khá là nhiều nước luôn này. Anh, Pháp, Mỹ, Ả Rập rồi châu Âu các bác nhá. Đó. Và giá sẽ là 95.000 và dòng này nó sẽ là một cái dòng siêu đa di năng luôn, siêu đa di năng luôn nhá. Đấy. Ở đây thì combo của nó sẽ có cho các bác là một thân máy này này. Một thân máy này, đấy, một cái chổi vệ sinh này. Đấy, và một cáp sạc này. Đây. Đấy và đây là cái đầu để cạo râu này. Đấy, cạo râu này các bác này. Đấy, cạo rất là khỏe luôn các bác này. Đấy. Râu đứt xèn xoẹt luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Râu đứt xèn xoẹt luôn các bác. Cạo thì rất là thích luôn, râu đứt xèn xoẹt luôn đây này. Đấy, em mở ra này. Râu đứt đầy trong rồi này các bác này. Đó.
hệ thống lưỡi kép nhá, mỗi cái này là 1 2 6 lưỡi, mỗi cái này là 6 lưỡi rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng để mình cạo râu này rồi nó có rất là nhiều chức năng luôn. Đấy. Đây, thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều chức năng nhá, rất nhiều chức năng trong một cái con máy cạo râu như này luôn. Đấy, ở đây nó sẽ có đầu này thì nó sẽ là ba đầu cho các bác luôn. Tỉa lông mũi này rồi là cắt tóc này, chấn viêm này rồi massage thứ nhá. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Hello các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Dưới 200 cộng thêm 130.000 ship nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đấy thì mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái ủng đi mưa. Bắt đầu vào mùa nồm ẩm các bác nhá. Đấy, thời tiết rất là bẩn thỉu. Mưa ướt át thì các bác sử dụng cái con ủng đi mưa này cho em. Hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó. Đây, ví dụ như là em đi đôi giày đây, em có thể xỏ trực tiếp được luôn để bảo vệ cho cái đôi giày này nó khỏi bẩn quá này. Đấy thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy chun như này. Lẫy chun như này các bác tháo lẫy chun này ra cho em. Mở cái khóa này ra. Đó, và đây thì nó sẽ có một cái ngăn để giữ này. Ngăn này để nó giữ cho các bác là khỏi bị nước này. Đấy, và các bác chỉ cần xỏ vào này cho em xong này. Đấy. Đây nhá. Đấy thì em sẽ xỏ vào thực tế này cho các bác xem luôn. Đấy, xỏ vào sau đó thì các bác đi thôi. Đó, đây em đang xỏ nó ngược chân cho nên là nó hơi bị căng một tí các bác nhá. Đó, sau đó các bác thắt vào cho em, kéo khóa lên là xong. Đấy, thì mình đi rời nó bị ẩm ướt hoặc là mưa hoặc là các cái chỗ đường lầy lội là nó rất là sạch sẽ các bạn. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một cái bộ ủng đi mưa như này nhá. Đấy, 100.000 cho cái bộ ủng đi mưa như này. Đây, em sẽ có một cái video thực tế cho các bác xem luôn cho nó trực quan sinh động. Các bác này, đấy nó sẽ là một cái đội ủng như này, các bác xỏ vào cài khuy vào cho em. Đấy, dùng nước rồi đi mưa đi mét thoải mái luôn. Rất là tiện và sạch sẽ nhá. Đấy bác theo. Đó. Đi dời mưa thì rất là ok luôn, đặc biệt là bác nào hay tham gia giao thông bằng xe máy này hoặc là đường quê lầy lội hoặc là khu vực đường nhà mình nhiều chỗ lầy lội thì các bác có thể đi vào để bảo vệ cho cái đôi giày đôi tất của mình. Đó, rất sạch sẽ luôn, về nhà các bác chỉ cần cởi ra cho em là xong. Đó, rất tiện nhá. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên cho em là ủng đi mưa giá sẽ là 100.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Giá thì chỉ có 15k trong cái hũ gia vị như này thôi. Rất sành điệu cho các bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hũ và một cái thìa như này. Cái thìa này thì nó sẽ kèm sẵn ở đây luôn. Đó, các bác rút vào cái nắp này cho em, sau đó thì đậy nắp lại này. Đó. Thì các bác chuyên để đựng mình đựng gia vị, đựng thực phẩm, đựng muối, mắm, mì chính đều ok hết nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái hũ gia vị như này. Lên mã giúp cho em đó là hũ gia vị nhá. Đó. Hũ gia vị này, giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k cho một cái hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu này. Đấy. Hộp này thì nó sẽ là hộp 5 mũi khoan tháp hộp nhôm nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu. Thì đây nó sẽ là 1 2 3 4 5, 5 cây mũi khoan tháp như này kèm một cây lấy dấu này nhá. Các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đó. Thì các bác chỉ cần là cây lấy dấu này thì chỉ cần là nhấn này thôi là sẽ có dấu đây các bác này. Đấy, dấu đây nhá, rất là tiện luôn. Đấy, và sẽ có cho các bác là 5 mũi khoan tháp thép gió phủ titan nhá. 1 2 3 4 5. Mũi to nhất của nó thì đường kính của nó sẽ là vào khoảng là 3/2, còn mũi nhỏ nhất thì khoảng là từ đây, đấy nó sẽ là từ 4 đến từ 4 đến 8, 4 12, 4 24. Các bác nhá, rất là nhiều luôn. Con này thì các bác lên cho em hộp 5 mũi khoan hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái hộp là mũi khoan đỏ nhá. Đấy, mũi khoan đỏ. Đây, hộp nó màu đỏ này cho nên là lên cho em hộp mũi khoan đỏ. Giá của nó sẽ là 110.000. Hộp này của nó thì sẽ là bao gồm cho các bác là 3 cây lấy dấu và 3 cây vừa là khoan vừa tazogen luôn. Đấy, vừa khoan vừa tazogen luôn. Thì hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 mũi. 1 2 3. Đấy, 6 mũi tất cả 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Đấy, mũi khoan tháp của nó thì là 6 620 này. Đấy, 4 420 432 và
Cái này là 412 nhá. Đấy, đầu nhỏ nhất của nó là 4. Đấy, thì nó sẽ là một cái hộp mũi khoan tháp như này. Thì lên cho em là hộp hộp mũi khoan đỏ nhá, hộp mũi khoan đỏ, giá sẽ là 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái cân treo nhá. Đấy, thì con này nó sẽ có sẵn pin này rồi. Thì cái pin này mà nó hết pin thì các bác ra ngoài hiệu sách mua cho em nhá. Ở ngoài hiệu sách thì cũng bán rất là sẵn thôi. Đó. Và đây thì nó có cái đầu âm dương này các bác, cứ lắp đúng cho em đúng đầu âm dương là được. Sau đó thì các bác đấn cái này vào cho em là xong. Đó, đây. Lắp vào cho em. Đó là nó sẽ lên luôn. Thì các bác dùng để mình cân các cái đồ vật các thứ rất là ok. Đấy. Thì con này cân mắc tối đa của nó là lên tới được 50 cân. Còn nói chung là các bác cứ dùng 10 20 cân, 30 cân là thoải mái các bác. 2 30 cân thoải mái cho em. Đó. Thì con này nó sẽ là tính bằng kg nhé, tính bằng kg. Thì đây, các bác có thể dùng để mình quặc vào mình cân cân cái nọ kia. Đấy, ví dụ đây em quặc vào em cân cái nồi các bác này. Đấy. Đây. Đấy, quặc vào cân cái nồi cho các bác xem. Đó, thì các bác muốn cân cái gì thì cân. Đấy, các bác đi câu, đi kẹo, cân tôm, cân cá đều ok hết. Đây, đấy, cái nồi này của nó sẽ là 0,45 kg nhá. Đấy, tức là 4 lạng rưỡi cho cái nồi như này. Đó. Và nó sẽ có nhớ trong vòng là mấy giây nó mới tắt nhá. Đấy, 0,45 kg. Đó. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là cả cập nhật nhiệt độ luôn. Đấy, 17 độ C này. Miền Bắc đang rất là lạnh này, 17 độ C các bác nhá. Đó. Đây. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cân này bao nhiêu nhỉ? 70.000 cho một con cân treo như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là cân treo, giá sẽ là 70k một chiếc. Đấy, có sẵn pin biết rồi, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, về nhà nếu mà hết pin thì các bác ra ngoài hiệu sách mua giúp cho em. Đó. Lên cho em là cân treo nhá. Đó, cân treo. Giá sẽ là 70k cho một em cân treo như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là bộ màu cầu vồng. Đấy, bộ này thì bao gồm là 150 chi tiết. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok thôi. Đó. Rất là ok cho các bác luôn. Đây. Bộ này sẽ bao gồm là 150 chi tiết nhá. Bao gồm màu bột này, màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, đầy đủ các loại màu cho các bác sử dụng luôn. Đó. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, đầy đủ cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên xem là bộ màu cầu vồng nhá. Giá của nó sẽ là 100 tròn à. Giá của nó sẽ là 100.000 tròn các nhá. 100.000 tròn cho một cái bộ màu như này thôi. Đó, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình này. Đấy, hoặc là mua làm quà sinh nhật cho các thứ các em rất là ok. Đầy đủ các cái chi tiết như này. Đấy, màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì. Lên cho em là màu cầu vồng nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, 100k cho cái bộ màu cầu vồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chổi lau bàn bếp nhá. Con này thì giá chỉ có 40 cành thôi. Đấy, và nó sẽ là dòng chổi lau và nó sẽ là tự vắt luôn. Đây nó sẽ có cho các bác là một cái miếng mút lau như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là đẩy cái này lên này. Đấy, sau đó thì mình sập cái lẫy này vào cho em. Lắp cái lẫy này vào đây. Đấy, lắp cái lẫy này vào. Đây nó sẽ có cái lẫy đây. Các bác chỉ cần sập nó xuống, đẩy cái lẫy này vào là xong. Là mình sử dụng được thôi. Các bác có thể dùng để mình lau bàn, lau bếp, lau kính, lau giếc rất là ok các bác này. Đấy, đây. Lau nhá. Đây. Ví dụ đây là cái bàn bếp này. Đấy, cửa kính này. Các bác dùng lau này cho em. Sau đó thì mình lại giặt đi, vắt đi. Đấy, các bác theo, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40.000 cái chổi lau bàn bếp như này thôi. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Đấy, chổi lau bàn bếp này. Lau bàn bếp giá sẽ là chổi lau bàn bếp giá sẽ là 40k nhá. 40k cho mấy cái bộ chổi lau bàn bếp như này. Đó, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cọ vịt nhá. Đấy, cọ vịt. Con này thì các bác dùng để mình kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho cái chổi cọ vịt như này các bác nhá. Đấy, lên mã giúp em là cọ vịt. Giá sẽ là 60k. Thì đây nó sẽ là một con chổi như này. Có cả miếng dán cho bác luôn, các bác về chỉ việc dán lên tường cho em là xong, nó rất là tiện nhá. Có miếng dán lên tường. Đây là cái đoạn của nó này, về nhà các bác lắp vào này cho em này, lắp vào. Sau đó thì các bác dán lên tường, sau đó thì mình chỉ cần đặt vào này là cho em là xong. Đó. Đặt vào này cho em là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái chổi cọ vịt như này. Giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Các bác lên cho em là cọ vịt nhá. Đấy, cọ vịt giá sẽ là 60k. Đó, cọ vịt này. Giá của nó sẽ là 60k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn.
Đây các bác này, đấy các bác dùng để mình đánh kỳ cọ rất là tiện này. Đấy các bác thấy không? Nó rất là hợp lý luôn. Đưa vào hết được các cái khe kẽ này. Đấy. Dùng xong thì mình chỉ cần là đặt lên cái khay rồi nó là xong, nó rất là tiện luôn. Đấy các bác cứ nhận nha, mình kỳ cọ đi. Đó. Đặt lên nó rất là tiện ích nhá. Silicon mềm nhá. Đưa vào hết các ngõ ngách được luôn. Đấy, đánh nó rất là tiện các bác. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái chổi cọ vịt như này. Đúng không? Lấy cái đồng hồ. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái đồng hồ đeo tay nhá. Đấy, con đồng hồ đeo tay như này. Con này thì khá nhiều chức năng luôn. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ đeo tay nhá, có kèm đốc sạc cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu hồng và màu lô này về thì toàn màu hồng các bác nhá. Màu hồng rất là đẹp như này. Mặt của nó sẽ là thân của nó là thân nhôm nhá. Và mặt của nó như này các bác này. Đấy, mặt cảm ứng này. Về nhà các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên này. Đấy. Con này thì nó sẽ có chức năng là đo nhịp tim, đo huyết áp cho các bác luôn. Đấy. Hàng này thì từ nước ngoài về cho nên là đa số là 100% là hết pin. Thì về nhà các bác lắp pin, các bác sạc vào cho em. Đó, đây. Lắp vào như này. Sau đó thì các bác bật nguồn lên nhá. Đấy, con này thì nó hết pin mất rồi. Đấy, hàng thì đa số là hết pin thì về nhà các bác cứ sạc pin vào cho em. Đấy, con này thì bên em sẽ bảo hành cho các bác là lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày. Các bác cứ yên tâm sử dụng. Đấy, con nào nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đây là cái đốc sạc này. Đốc sạc của nó về nhà các bác cắm vào kia con củ sạc điện thoại cho mình thôi. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 cho mấy nhỉ? Các bác lên cho em là đồng hồ T8 nhá. T8 giá sẽ là 170k nhá, 170.000. Đấy, đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ đều ok hết nhá. Đó, và hiển thị màu giờ các thứ rất là đẹp luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái bình tông nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Các bác có thể mua để mình sử dụng như là mình đựng nước này hoặc đựng rượu này. Đấy, nắp của nó là nó theo là thuộc dạng cái dạng là nắp liền như này. Nắp liền như này thì khi các bác sử dụng rất là yên tâm, có gioăng giếc đàng hoàng và nắp của nó là nắp liền thì các bác không sợ bị mất nắp. Đấy. Dung tích của con này là 2 lít luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc này, đựng rượu, đựng bia này. Đó, rất là ok. Và nó sẽ có cho các bác là một cái túi da như này. Đấy, một cái túi da rất là xịn sò như này. Thì các bác mang đi du lịch này, đi học đi làm rất là tiện và nó có quai đeo luôn. Có cái quai đeo này có nhá. Túi da có quai đeo như này. Rất xịn sò luôn đấy các bác này. Đấy, có quai đeo rất xịn sò luôn. Con này thì giá chỉ có 130k thôi. Hàng đẹp, hàng chất lượng. Hàng này thì của CCCP của Nga nhá. Đấy, bình tông của Nga các bác này. Lên cho em là bình tông nhá. Đó, bình tông. Giá sẽ là 130.000. Đấy, lên cho em là bình tông này. Bình tông của Nga nhá, bình tông Nga. Giá sẽ là 130k. Đó, 130.000 cho con bình tông Nga như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hút dung dịch, hút rượu bia nhá. Đấy, các bác chỉ cần cắm vào là mình hút thôi, có đầu đai đĩa đàng hoàng, bóp như này. Các bác không phải hút bằng mồm, nó mất vệ sinh và không an toàn. Đấy, ống của nó đây. Con này thì giá chỉ có 30k thôi. Lên cho em là hút dung dịch nhá. Giá sẽ là 30k cho một cái bộ hút dung dịch như này. Đó, 30.000 cho một cái bộ hút dung dịch như này. Rất vừa vặn, xinh xắn để cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây nhá, nó sẽ là sử dụng như này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là cắm vào, mình bóp phát là nó sẽ ra thôi. Nó rất là tiện luôn. Thì các bác không phải dùng, ví dụ như dùng các cái vòi truyền thống thì nó cảm giác nó không có an toàn. Đấy, các bác hút xăng, dầu, rượu, bia, nước, ngọt, rồi nói chung là tất cả các thứ đều được. Đó, nó rất là tiện. Đây, bơm xăng này, rất là ngon luôn. Bơm các cái dòng khác đều ok hết nhá. 30.000 thôi, rồi ok. Hello các bác nhá, hôm nay thì Phạm Vấn lại tiếp tục chương trình quay trở lại giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các cái mã đồ kim khí để lên trân trọng gửi tới các bác, cũng là khai xuân đầu năm luôn. Chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, thành công trên bước đường học tập như công tác của mình. Đây là các cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Em lên cho các bác một số cái mã khò ga này. Khò ga thì bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là có 3 mẫu cơ bản như này. Đó, 3 mẫu cơ bản các bác nhá. Đây, đây nó sẽ là 3 mẫu khò ga của bên em này. Thì đầu tiên này em lên cho bác cái khò ga đồng này. Con này thì về nhà các bác phải mồi, nó không tự động đánh lửa. Nhưng mà con này thì nó là dòng khò ga đúc, cho nên là nó rất là chắc và nó bằng đồng hết. Đúc rất chắc chắn luôn. Đó.
Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k cho một con khò gà đồng như này nha, 90k. Họ lên mã giúp cho em là khò gà đồng 90.000 cho một chiếc như này. Đấy, tiếp theo là bên em về cho bác cái khò gà trắng này. Đấy, khò gà trắng. Dòng này thì cái lõi bên trong tiếp xúc lửa của nó là bằng đồng và dòng đánh lửa tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nha. 50k cho một con khò gà trắng như này. Lên mã giúp cho em là khò gà trắng, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khò gà đại nha. Các bác lên cho em là khò gà đại. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120k cho một con khò gà đại như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng to. Đây, cái phần tiếp xúc lửa của nó rất là lớn các bác này. Đấy, tiếp xúc lửa lớn thì rất là to. Con này thì các bác có thể dùng để mình thui gà, thui lợn, thui chân giò, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Hoặc các bác làm thợ này, hàng đều là hàng của Nhật hết nhá, Japan các bác này. Đó, con này thì sẽ là 120.000. Đấy là các cái mẫu khò gà bên em. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái kẹo chuột các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng kẹo để khi mà mình sử dụng thì nó rất là tốt luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng nhập khẩu của Thái Lan nhé, hàng nhập khẩu của Thái Lan. Đây, toàn bộ là chữ Thái hết này. Đấy, toàn bộ chữ Thái hết đây. Màu hồng như này rất là thu hút chuột luôn. Chuột nó đến thì nó sẽ ăn cả đàn luôn nhá. Đấy, nó sẽ đến và nó sẽ cả đàn nó ăn vào đây luôn. Đấy thì là nó sẽ một con đến và nó sẽ dụ cả đàn đến ăn luôn thì chết cả đàn luôn. Đấy. Và giá thì chỉ có 30k cho một hộp kẹo chuột như này thôi. 30k nhá. Các bác lên cho em là kẹo chuột này. Đó, kẹo chuột. Giá sẽ là 30k cho một hộp kẹo chuột như này. 30.000. Đó. Chết cả đàn luôn, con này thì cực kỳ là nhạy luôn. Nhiều bác thì chỉ có kêu là nó chết thì nó lại ở trong gầm tủ gầm giường thì nó hơi khó chịu một chút, nó mùi. Đấy, còn lại là rất là nhạy luôn nhá. 30k thì một kẹo chuột như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bột thông cống này. Đấy. Tết nhất các bác dùng nhiều rồi cái đường ống cống rãnh nhà mình nó tắc nhá thì các bác dùng cái bột này cho em. Đó, đây nó sẽ là một cái dòng bột như này và nó sẽ là dòng bột sủi nhá. Thì các bác cứ đổ vào cái đường ống, đường cống, đường rãnh, chậu rửa mặt, chậu rửa bát, nhà tắm, toilet, tóc tai cái thứ nó đóng cặn ở đây thì các bác rửa cho em. Đấy, sạch luôn. Đấy, lên cho em là bột thông cống nhá. Đấy, bột thông cống. Đây các bác này. Đấy, đây các bác. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Đấy, các bác xem. Anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà đấy nó hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Đấy, các bác thấy không? Kết quả đấy. Ok luôn nhá. Ngoài ra nó có rất là tiện ích nhá. Đó. Bồn cầu nữa. Nhà anh em nào mà đấy thì khu vực nào tắc các bác cho hết vào cho nha. Đấy. Lên cho là bột thông cống nhá. Giá thì chỉ có 25k cho một hộp như này thôi. 25k một hộp như này nhá. Về nhà các bác đổ trực tiếp lên cho em 260g này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Bột thông cống của Nhật nhá. Giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là một số cái đồ kim khí này. Đấy, thì nó sẽ có là cà lê đỏ và cà lê bạc này. Đấy, dòng này đều nó là dòng cà lê 8 đầu hết nhá. Đó, cà lê đỏ và cà lê bạc đây. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác là con cà lê bạc này. Cà lê bạc này thì sẽ là 130k nhá. Đấy, 130.000 cho con 8 đầu bạc như này. 8 đầu bạc 130.000. Con này ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là đầu này là 8 này, 10, 11 và 13. Đấy, còn đầu bên này nó sẽ là 13 đây, 14, 17, 19, 21, 14, 17, 19, 21. Đấy thì con này các bác lên cho em là cà lê 8 đầu bạc nhá. 8 đầu bạc, giá của nó sẽ là 130.000. Còn con này thì nó thông số nó như nhau. Đấy, nhưng mà con này thì nó sẽ có màu đỏ cho nên là em lên là cà lê 8 đầu đỏ nhá. 8 đầu đỏ, giá sẽ là 100k. Đấy, con này sẽ là 100k cho con cà lê 8 đầu đỏ như này. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện nhá. Một con cà lê mà mình có tới 8 đầu như này. 1 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, 5 6 7 8 tức là dùng một chiếc này là bằng 8 chiếc luôn. Đấy, rất nhỏ gọn này, các bác có thể xoay theo kiểu trực tiếp như này hoặc là xoay theo chiều hông như này. Đấy, xoay như này hoặc là xoay theo chiều hông như này cũng được. Đó, nó rất là tiện. Đấy, nó làm nó hếch ra như này thì xoay nó rất là tiện luôn. Đó, con bạc này là 130.000 nhá. Và con đỏ này thì sẽ là 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con kìm chết các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm chết của Mỹ này. Hàng của thương hiệu Crosman của Mỹ nhá. Con này thì dùng siêu bền bỉ luôn. Bên shop bán rất là nhiều rồi đây. Đấy, hàng thương hiệu Crosman USA nhá, hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. 100k cho một em kìm chết Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000. Hàng thì hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, độ mới của nó còn phải khoảng 95%, thép CLV không gỉ nhá, thép CLV không gỉ. Hàng này thì nó chưa qua sử dụng cho nên các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, đầm tay rất là sướng luôn. Và ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần ấn lẫy này là nó tự bật ra luôn. Đó, nó rất là tiện. Lên cho em là kìm chết Mỹ này, thép CLV không gỉ này, USA này. Đó, USA, hàng của Mỹ. Con này thì giá sẽ là 100.000 cho con kìm chết như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con tô vít vạn năng nhá, con tô vít vạn năng.
Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi, 80.000 cho một con tô vít vạn năng như này. Ở cái đầu này thì các bác có thể lắp thêm pin vào đây. Đấy, còn lại thì em cũng không khuyến khích lắm, đa số là mình dùng ban ngày thì cũng không cần phải pin sáng làm gì. Đấy, nó có hệ thống đèn led này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có 8 cái đầu tô vít nhá. 8 đầu tô vít thì nó sẽ có 4 đầu dẹt và 4 đầu múi, thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Đây. Đấy, đầu bên này đầu dẹt này. Đó. Thì các bác dùng đầu nào thì các bác cho cái đầu đấy ra cho em. Đấy. Dẹt từ to đến nhỏ và múi cũng từ to đến nhỏ luôn. Đấy, múi cũng từ to đến nhỏ. Ngoài ra thì nó có một cái siêu phẩm là siêu nhỏ như này. Siêu nhỏ này thì các bác xoáy cái đầu ra cho em này. Đấy, xoáy đầu ra cho em. Đây. Và nó cũng có một đầu dẹt, một đầu tròn, thì các bác dùng nó cũng thoải mái. Con này thì giá chỉ có cho cho các bác là 80.000 thôi, 80k. Đấy, lên cho em là tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng, tô vít vạn năng này. Tô vít vạn năng. Tô vít vạn năng, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một con tô vít vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái tô vít, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là tô vít xanh nhá. Đấy, tô vít xanh đây. Đấy. Thì con này nó cũng rất là đa di năng luôn. Con này thì để các bác dùng để sửa chữa lặt vặt này. Một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít như này nhá. 30 đầu vít như này thì rất là tiện luôn. Đó, thì các bác có thể lắp vào đây cho em này. Lắp vào đây là mình sử dụng này. Đấy, lắp vào đây mình sử dụng cho em. Đây. Đấy, các bác thấy không? Nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, lắp vào đây. Mình thích thay mũi nào thì mình thay mũi vào cho em. Và cái này nó cũng có cho các bác là đủ quyền là nâng lên hạ xuống này. Đấy, cho giãn ra nấc 1 này. Đấy, cho giãn ra nấc 1 hoặc cho sập xuống này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k thôi. 40k cho một cái vít xanh như này nhá. Đấy, 40k cho một cái vít xanh như này. Các bác lên mã giúp cho em là vít xanh nhá. Giá sẽ là 40.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít xanh này. Vít xanh, giá của nó sẽ là 40k cho một cái tô vít xanh nha, hộp vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, rất tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng khóa mà sẽ có cho các bác là đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một chiều là khóa thông thường. Đây, như này là sẽ là khóa thông thường này. Còn một chiều là nó sẽ lật đảo, các bác đảo cái chiều này đi cho em. Thì cái chức năng còi hú nó sẽ hoạt động nhá. Khi mà trộm nó chạm nhẹ vào thì nó sẽ kêu là 3 tiếng và chạm mạnh thì nó sẽ hú lên này. Đó. Và nó hú khá là lâu luôn, mà các bác phải mở khóa thì nó mới hết nhá. Đấy, hoặc nó sẽ kêu một lúc. Đấy, còn các bác muốn dùng bình thường các bác dùng này cho em. Còn muốn dùng cái chiều chống trộm thì các bác này cho em. Đó, các bác thấy không? Đó. Thì rất là an toàn luôn. Và cái giá thì nó chỉ có vài chục nghìn thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là khóa chống trộm nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k. Đấy, lên cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm này. Đó. Khóa chống trộm giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho một con khóa chống trộm như này. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác rồi. Giá quá là hạt rẻ rồi, và con này thì các bác sử dụng nó cũng rất là hợp lý thôi, rất hợp lý để mình sử dụng mình chống trộm, rồi nói chung là vừa là khóa cửa khóa nhà vừa chống trộm được luôn, thì nó cũng rất tiện ích. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn, giá đầu năm giá yêu thương luôn nhá, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khóa Đức nhá. Đấy, các bác lên xem là khóa Đức này. Con này thì sẽ là 150.000 cho cái ổ khóa Đức như này. 150k cho cái ổ khóa Đức như này nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ là một cái dòng ổ khóa này, rất là tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đây. Các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Đó, sau đó thì mình mở ra này. Đây, hàng khi các bác nhận được thì nó sẽ là một ổ khóa như này. Đấy, ổ khóa Đức này. Hàng made in Germany này. Đó, made in Germany. Đó, và đây thì nó sẽ là một cái ổ khóa như này. Đó. Hàng rất to luôn, nó phải to bằng ngón tay trỏ của em này, to bằng ngón tay trỏ này. Đó, rất là to luôn nhá. Hàng này thì hàng khủng rồi. Các bác dùng ngoài trời trong nhà thoải mái cho em luôn. Ưu tiên cho các bác là có tới 4 chìa. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn, 4 chìa, và dòng này là dòng chìa tròn. Thì chìa tròn này thì bên trộm bên Việt Nam mình hoặc bên Tàu thì nó vẫn chưa sản xuất được cái phôi chìa tròn như này. Đó, thì nó có cái chức năng chống trộm rất là tốt luôn. Các bác dùng thoải mái luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khóa Đức như này. Giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130.000 cho một cái khóa Đức như này. Đấy, chức năng chống trộm giúp cực kỳ là tốt luôn. Đó, chống trộm rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đức nhá, khóa Đức. Khóa đồng Đức này, đó. Khóa đồng Đức. Khóa đồng Đức giá sẽ là 130k. 130k một chiếc nhá. Rất là hợp lý cho các bác luôn, 130.000 cho một cái ổ khóa như này. Bao gồm cho các bác là một khóa chống trộm, chống cắt đầy đủ cho bác luôn. Trộm khóa như này là trộm không thể cắt được nhá. Đấy, chống trộm, chống cắt các thứ đầy đủ cho bác luôn. Mà cái giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái ổ khóa như này thì cũng khá là tiện dụng để các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày. Đó, khóa đồng Đức 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái
chống giật nóng lạnh nhá, chống giật bình nóng lạnh thì con này thì nó quá lấy uýt rồi. Đặc biệt là miền Bắc thì hay dùng bình nóng lạnh, miền Nam thì ít hơn một chút, nhưng miền Bắc thì mùa đông nó lạnh nhưng các bác phải dùng bình nóng lạnh, mà dùng bình nóng lạnh thì cái khả năng mà bị giật rất là cao, cho nên các bác dùng cái khóa chống trộm này cho em thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó, rất là an toàn luôn nhá. Đấy, thì cái chống giật nhá, chống giật này cực kỳ là an toàn luôn. Giá sẽ là 40k cho một chiếc như này nhá. 40k một chiếc như này. Thì các bác mua là mua một đôi thì mình sẽ lắp cả dây nóng cả dây lạnh cho em luôn. Đấy, cái này nó sẽ là bằng sứ này. Bằng sứ thì nó sẽ là chống truyền dẫn điện rất là tốt luôn và chống giật cực kỳ là an toàn luôn. Đây em sẽ cho các bác xem video. Đây các bác này. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh. Lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn do dì điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà, tránh mọi sự cố đáng tiếc xảy ra. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà. Đấy, giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá chỉ có 40.000 cho một con như này thôi. Đấy, các bác mua chỉ có mất có 80.000 thôi. Về tháo lắp cũng rất là dễ dàng mà an toàn. Hàng chống giật của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái kìm các bác nhá. Đấy, kìm thì các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Bên em gọi nó là kìm đỏ. Đấy, tại vì nó cũng có cả màu xanh, màu đỏ, màu cam như này, màu bạc như này. Nhưng bên em gọi chung nó sẽ là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy, kìm đỏ đa năng. Giá thì chỉ có 100k cho một chiếc kìm này thôi. 100.000 nhá. Đấy, 100k cho một chiếc kìm như này. Con này thì rất tiện dụng luôn. Hàng thì có lò xo đẩy như này thì dùng nó rất là nhàn. Thứ hai nó sẽ có cho các bác là cái phần là tuốt dây này. Đấy, tuốt dây này. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây bấm cốt này, cắt dây này, xoắn ốc này, rồi nói chung là vặn dây vặn giếc này. Đấy, và có cả cái phần để các bác làm búa này. Đây, cái phần này làm búa này. Đấy, búa gõ như này, rất là tiện luôn. Kìm thì dài khoảng 21-22 cm, rất tiện dụng, vừa tay. Đấy, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây, thép CRV của Nhật đây. Đó, toàn bộ chữ Nhật hết này, chữ triện của Nhật này. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em là kìm đỏ nhá. Giá sẽ là 100.000. Đó, kìm đỏ, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi nhá. Ép tỏi, con này thì hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy, Winling hay hình người của Đức như này. Đó, con này thì giá sẽ là 100k cho con ép tỏi như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Con này thì siêu tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp để mình cho tỏi, cho hành rồi cho các loại củ đây, mình ép ra là xong. Nó rất tiện ích và dễ sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con ép tỏi như này thôi. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mặt hàng thì em lại lấy video nhanh để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em thêm 30.000 ship nữa nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái khóa đồng Đức này. Đấy. Hàng made in Germany, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Đấy. Thì nó sẽ là một cái dòng khóa mà có tới hẳn 4 chìa luôn. Và chìa của nó là chìa tròn. Thì hiện tại thì bên Việt Nam mình cũng chưa làm được cái phôi tròn như này. Cho nên là tình trạng mà bị mất trộm, mất cắp là sẽ không xảy ra. Tại vì là cái chìa tròn này nó rất là khó làm. Đấy, nó không như những cái phôi chìa dẹt nhá. Đó, chìa tròn này thì nó rất là khó để Nhật Bản phôi. Đấy, Nhật Bản phôi thì trộm nó cũng rất là khó lấy. Ngoài ra thì nó sẽ là chống cắt nhá, chống cắt rất là tốt luôn các bạn này. Đấy, chống cắt rất là tốt luôn. Thì khi mà như kìm này vào là nó đưa vào nó không thể cắt được, không thể ngoàm mà được. Đó, và chống chịu với mưa nắng rất là tốt. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. Các bác lên cho em đó là khóa đồng Đức nhá. Khóa đồng Đức 150k cho một chiếc như này. Đấy, 150.000 cho một chiếc khóa đồng Đức như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là khóa Đức nhá. Đấy, cho em là khóa Đức này. Khóa Đức giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho cái hộp khóa Đức như này các bác này. 150.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ kim chỉ nhá. Đấy, bộ kim chỉ. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái hộp kim chỉ như này. Giá thì chỉ có 25k thôi. Sẽ bao gồm cho các bác đầy đủ các cái chi tiết này, bao gồm này kim này. Đấy, rồi kim băng này,
rồi một hộp chỉ này và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm luôn. Đấy, có kéo này, rồi có xỏ chỉ này, rồi có đê để cho các bác đeo chống bị đâm kim vào tay này, và rất là nhiều chi tiết đi kèm nữa nhá. Đó, cúc kiếc đàng hoàng đầy đủ cho bác luôn, combo một bộ như này. Lên mã giúp em đó là hộp kim chỉ nhá, hộp kim chỉ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Lên cho em là hộp kim chỉ này, hộp kim chỉ, hộp kim chỉ, giá của nó sẽ là 25k nhá, 25k cho một hộp kim chỉ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thìa của Đức nhá. Đấy, thìa của Đức đây, một hộp này của nó thì bao gồm 5 chiếc, hàng cực kỳ dày dẫn này. Đấy, inox 304, dày dẫn sáng bóng và rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác lên mã giúp cho em là thìa Đức nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000. Đấy, 60.000 cho một hộp thìa Đức như này. Đấy, 60.000 cho một hộp thìa Đức này bao gồm 5 chiếc này, 1 2 3 4 5, 5 chiếc. Vừa vặn các bác dùng để ăn cơm ăn cháo rất là ok. Đó, lên mã giúp cho em đó là thìa Đức nhá. Đấy, thìa Đức giá của nó sẽ là 60k trên một hộp bao gồm 5 chiếc nhá, 60.000 trên một hộp bao gồm 5 chiếc cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là chổi cọ bàn ghế nhá. Đây đây, nó sẽ là một cái đầu cước như này. Đấy, và rất là dài thì các bác có thể dùng để mình đưa vào mình kỳ cọ bàn ghế, rồi các cái chi tiết khác đều là ok hết nhá. Đấy, lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá thì sẽ là chổi cọ bàn ghế này. Đấy, chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế. Chổi cọ bàn ghế này. Bàn ghế giá thì chỉ có cho các bác là 35k thôi. 35k trong chiếc chổi cọ bàn ghế như này. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Nó dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, các cái chi tiết của nó rất là sắc nét và đẹp luôn. Đó, kỳ cọ bàn ghế như này nhá. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá. Lên cho em là cam mô hình. Đấy, đây nó sẽ là một con camera. Đó, cam mô hình như này, và con này của nó thì thuộc là dòng cảm biến nhá. Đấy, thì ban đêm là nó sẽ lên và ban ngày nó sẽ tự tắt này. Đấy, đây các bạn này. Đấy, em chỉ cần che cái mặt cảm biến này đi là nó sẽ lên này, các bác thấy không? Đó, đây. Đấy, các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con cam mô hình như này. Đấy, con này sẽ có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó, và nó là dòng cảm biến các bác nhá. Đấy, dòng cảm biến. Thì ban đêm thì nó sẽ sáng này. Đấy, các bác thấy không? Đó. Ban đêm thì nó sẽ sáng. Đây, nó cảm biến như này. Đó, thì ban đêm thì nó sẽ sự sáng và nó là cảm biến chuyển động nhá. Có người đi qua thì nó sẽ sáng và người đi thoát đi thì nó lại tắt các bác nhá. Đó. Thì rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho con cam mô hình như này. Đấy. Lên cho em là cam mô hình nhá. Cam mô hình này. Cam mô hình, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con cam mô hình như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. Đây nó sẽ là một con đuôi lò xo như này các bác này. 35.000 trong cái đuôi lò xo như này. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả cái bóng 3 màu đây. Các bác lên cho em là bóng 3 màu. Đấy, bóng 3 màu thì các bác xoáy vào đây cho em. Đấy. Nguyên cái đuôi này là sẽ là 35.000 nhá. Đấy, đuôi này sẽ là 35.000 chiếc này. Đuôi này là 35.000 chiếc này. Con bóng 3 màu này thì sẽ là 30.000 nhá. Đấy, các bác có thể cắm trực tiếp vào đây cho em này. Đấy, cắm trực tiếp đây cho em. Bật lên này. Đấy. Thì con này nó sẽ có cho các bác là 3 màu. Đấy, các bác cứ điều chỉnh công tắc như này hoặc là cắm ra rút vào thì nó sẽ tự đảo màu cho các bác. Con này thì rất là sáng, các bác có thể dùng để đọc sách này. Đấy, hoặc làm các công các việc đều ok hết nhá. Công suất của nó là 12W nhá, 12W, rất là sáng luôn. Đấy, chỉ có 12W nhưng mà nó lại rất là sáng thôi nhá. Đó. Giá thì sẽ là 30.000 cho một quả bóng 3 màu như này nhá. Đấy, lên cho em là bóng 3 màu, giá của nó sẽ là 30.000 một quả nhá. 30.000. 30k cho một quả bóng 3 màu như này. Đấy, bóng 3 màu giá sẽ là 30k nhá. Còn cái đuôi lò xo này thì sẽ là 35.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có bán cho các bác cái ổ điện xanh này. Đấy, con này có công tắc đóng ngắt này, có 3 chân USB này, 6 ổ cắm này, có công tắc đóng ngắt và có đèn báo nhá. Đấy, công tắc đóng ngắt đàng hoàng, có đèn báo. Đấy, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đấy, có đèn báo đỏ như này. Dây dài khoảng 1m, giá thì sẽ là 55k. Lên mã giúp cho em đó là ổ xanh nhá. Ổ xanh 55k cho một cái ổ xanh như này. Đó. 55k trong chiếc ổ xanh như này nhá. Con này thì rất là tiện dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dòng nước hoa nhá. Nước hoa thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một là mẫu Chanel và hai là mẫu Gucci. Dòng này thì đều bán đồng giá là 130.000 nhá. 130.000 cho một lọ như này. Đấy, 130k cho một lọ như này nhá.
Đấy, thì con Coco Chanel này thì hàng sản xuất ở Pháp các bác này. Đây, made in Fancy nhá, made in Fancy, hàng của Pháp nhá. Đó. Hàng này thì bên em ôm lô thanh lý siêu thị cho nên là cái giá nó rất tốt cho các bác luôn nhá. Giá gần như là giá thanh lý thôi. Đấy, chứ còn hàng này nếu mà nguyên bản của nó thì nó rất là đắt nhá. Đấy, rất là đắt luôn, nhưng mà bên em ôm lô thanh lý cho các bác giá rất là tốt luôn. Đây, made in Fancy này, hàng nguyên đai nguyên kiện như này nhá, full box cho các bác luôn, 130.000. Đấy, còn con Gucci này thì nó sẽ là hàng của anh nhá. Đây, hàng của anh này. Đấy, made in UK này. Đó, nó sẽ là hàng của anh như này, thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu nước hoa như này. Thì một là Chanel, hai là Coco, giá à hai là Gucci nhá. Đấy. Đây thì các bác lên cho em nước hoa Chanel này hoặc là nước hoa Gucci này, đều là 130k cho một lọ như này nhá. 130k cho một lọ nước hoa như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thước rút tự hãm nhá. Đây, thước rút tự hãm này. Đấy, thì nó sẽ có dòng 5m và 7m rưỡi. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy loại 5m thì lấy, mà lấy loại 7m rưỡi thì lấy. Đấy, rút ra nó tự hãm. Còn khi các bác nhả vào thì nó sẽ như này. Đấy, nhả từ từ này nó sẽ vào, hoặc các bác nhả hết này cũng được. Đấy, con 7m rưỡi thì giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho con 7m rưỡi như này. Đấy, còn con 5m thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con 5m thế này, 40.000 các bác nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy đây. Đấy, nếu các bác mua combo từ 3 con trở lên thì sẽ là 30.000, tức là 10.000 một con. Còn mua lẻ thì sẽ là 15.000 một chiếc này nhá. 15.000 trong chiếc dao dọc giấy như này. Rất là tiện ích luôn. Các bác dùng để mình dọc giấy này hoặc làm thợ làm nghề đều ok hết nhá. Đó, giá thì rất là hấp dẫn cho các bác luôn. Lên mã cho em là dao dọc giấy, mua lẻ sẽ là 15.000, mua từ 3 con trở lên thì giá sẽ là 10.000 cho một con. Đó, tiếp theo thì là keo dán giày nhá. Con này chuyên dùng để dán giày. 15.000 cho một típ keo dán giày như này các bác này. Đấy, đây nó sẽ là thuộc dạng keo tan chậm như này. Đấy, keo khô chậm thì các bác dùng để chuyên để dán giày rất là ok. Đấy, chứ không như cái dòng keo 502, khi mà các bác dán vào thì nó khô nhanh, thì nó giòn và nó rất dễ bị bong, nhưng mà cái này dán cực kỳ tốt luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái băng keo điện này. Đấy. Hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy, đây các bác nhá. Hàng made in Japan hết này. Đó. Đây, made in Japan nhá. Hàng nội địa của Nhật các bác này. Đây, made in Japan. Đó, các bác thấy chưa? Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 10.000 cho một quận nhá. Hàng thì siêu dai này, siêu dai siêu dính luôn. Đó, siêu dai siêu dính luôn, rất là dai này. Siêu dai siêu dính, siêu mỏng và lõi của nó gần như là không có luôn, gần như không có lõi luôn. Đây các bác này. Đấy. Mỗi quận băng dính to như này mà gần như không có lõi luôn. Đây, hàng made in Japan nhá. Con này thì bên shop sẽ bán theo cân, 80.000 một cân nhá. Đấy. Mua cân thì sẽ là 80k này. 80k trên 1 kg nhá. Đấy, còn nửa cân thì sẽ là 40.000, còn mua quận thì bên shop sẽ bán cho các bác là 10.000 một quận nhá. 10.000 cho một quận như này. Đó, một quận này sẽ là 10.000 một quận này. Đấy, 10.000 cho một quận như này. Thì tùy theo các bác nhá, tùy theo các bác. Đó, các bác có thể mua quận cũng được, mua cân cũng được, hoặc là mua nửa cân tùy theo. Đấy, mua quận thì sẽ là 10k cho một quận như này. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em thì ship code toàn quốc luôn. Đấy, ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán từ 200 trở lên bên em sẽ bao ship. Đầu tiên thì em lên cho bác cái đuôi lò xo nhá. Đây nó sẽ là một cái con đuôi rất là tiện ích này. Đấy, thôi đừng đổ cái này không quay. Rất là tiện ích luôn. Rất tiện ích luôn, thì ở đây nó sẽ là một cái đuôi như này, có cả công tắc đóng ngắt này, về xoáy cho em cái đuôi bóng đèn, đuôi E27, tức là bóng phổ thông, bóng nào cũng vừa hết nhá. Đuôi E27 như này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Đó. Con này có thể điều chỉnh ngắt nghéo này, cắm ở đây cho em. Lên cho em là đuôi lò xo nhá, giá sẽ là 35k nhá. 35k trong cái đuôi lò xo như này. Rất tiện ích luôn, 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ keo dán giày nhá. Keo dán giày. Giá sẽ là 20.000 cho một lọ keo dán giày như này nhá. 20.000 đúng không? 15.000 cho một lọ keo dán giày này nhá. Giá rất rẻ luôn các bạn, 15.000 cho một lọ keo dán giày như này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình dán giày, dán dép, dán các cái sản phẩm đồ nhựa, đồ nhiếc cũng ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng keo keo trong và nó là dòng keo, nó gọi là nó khô chậm, cho nên là khi mình dán giày, dán dép rất là ok luôn. Đấy, giày dép bị bong chốc các bác dán cái này cho em. Đấy, giày dép thì thường nó cũng hay bị bong rất là nhiều, thì các bác dán này cho em rất là ok luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp và dung tích của nó là 60ml nhá. Lên cho em là keo dán giày, giá sẽ là 15k cho một típ như này nhá. 15.000 cho một típ keo dán giày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con súng như này. Các bác dùng để mình thư giãn massage rồi đa di năng luôn. Ở đây thì sẽ là kèm cho các bác là
bốn cái đầu massage. Chất liệu của súng thì bên trong là cuộn dây đồng hết nhá, và có kèm các bác bốn cái đầu massage này, các bác chỉ cần cắm vào cho em xong này. Khi bật thì mình giữ lìn cho em nhé, giữ lì cho em. Đấy, sau đó thì mình tăng cấp độ đây. Nó sẽ có 6 cấp độ tất cả nhé. 6 cấp độ tất cả các bác này. Đấy. Con này thì nó hết pin rồi. Đấy, con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, con này thì hàng vận chuyển về nó để lâu nó hết pin rồi nhá. Đây, một cáp sạc này, bốn đầu massage này. Đó. Giá thì chỉ có 170 cành thôi. 170 cành cho một con súng massage như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Giá sẽ là 170.000. Đây. Nó hình khẩu súng như này. Đó, hình khẩu súng như này cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá sẽ là 170k một con. Hàng này thì rung cực kỳ là mạnh luôn. Đấy, nó rung rất là mạnh thì các bác dùng nó rất là đã. Đó, có kèm cáp sạc các thứ đầy đủ hết cho các bác luôn. Đấy, về nhà mình chỉ việc sử dụng thôi. Con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em này. Đấy, đây. Các bác để cho em lên dùng 6 cấp độ luôn. Đây này. Rất là mạnh luôn. Thì các bác có thể dùng để bắt xa các cái bó cơ này, bắp tay bắp chân các bác này. Đấy, dùng rất là mạnh luôn nhá. Đấy, bác thấy không? Đấy. Và dây của nó thì quận dây đồng, khi bật thì tắt. Khi tắt bật thì giữ lì cho em. Còn con nào các bác nhận mà nó hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Hàng thì em bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Các bác cứ sử dụng cho em trong vòng 10 ngày. Lỗi em đổi mới cho bác. Đây, motor quấn bằng đồng hết này, động cơ không chổi than nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái găng tay làm vườn nhá. Nó có màu đen, màu xanh, màu ghi, nó có mấy màu như này. Các bác chuyên dùng để mình làm vườn, cuốc đất, nhặt cỏ, trồng rau rồi đa di năng luôn. Thì bên shop bán theo combo nhá. Các bác mua lẻ thì nó sẽ là 5 đôi 40.000, còn mua một bịch này là 12 đôi là 70.000 thôi. 12 đôi là 70.000. Hàng thì cực kỳ là ôm luôn, chất liệu của nó là sợi của nó là sợi len và dệt của nó là nó dòng dệt 4D. Dệt 4D, dệt 5D cho nên nó cực kỳ là thoáng khí này. Có cái vần cao su non này, các bác cầm nắm khỏi trơn trượt này. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn. Có thể dùng để mình làm găng tay đi ngoài trời mùa đông này, cho nó khỏi rét này, khỏi băng giá này. Hoặc là dùng trực tiếp để mình làm vườn, cuốc đất, nhặt cỏ, làm thợ cơ khí. Rồi nói chung là đa di năng được luôn. Một bịch như này bao gồm là 12 đôi nhá. 12 đôi là 70.000. 70k trên 12 đôi luôn. 70k trên 12 đôi nhá, 12 đôi. Đấy, còn lại là mua 5 đôi thì sẽ là 40k nhá. 40.000 trên 5 đôi. Đó, 5 đôi là 40.000. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con cặp lồng điện nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, thì nó sẽ có 2 tầng và có 4 cái ô như này. Bình thường nếu mà bây giờ các bác mua cho em một cái ô inox này, một cái ô inox sáng đẹp như này đã phải mất đi là vào khoảng là 3-40.000 cho một cái ô inox đẹp như này. Đấy, đẹp như này là phải 3-40.000. Thế mà đây bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 180.000 cho một cái bộ như này, bao gồm là 2 tầng nhá, 2 tầng có 4 khay tất cả này. 4 khay 2 tầng, dây cắm điện các thứ đầy đủ, công tắc tắt bật, dùng để nấu cơm, hấp cơm thì nói chung là đa di năng được hết luôn. Rất là đẹp các bạn. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng, giá cực tốt luôn. Cái này nó có quai sách như này, các bác dùng để mình mang đi công tác, đi học, đi làm, đi các nơi đều được nhá. Rất là chắc chắn các bạn, cầm nó rất là chắc chắn luôn. Dung tích của nó là 2 lít và công suất là 200W nhá. Cắm cơm, nấu cơm các thứ đều ok hết này. Đây, đây là cái hình minh họa của nó này. Đấy. Cơm rồi ăn lẩu rồi nói chung là đun nấu canh kiếc đều được hết. Giá thì sẽ là 180.000. Lên cho em là cặp lồng điện nhá. Cặp lồng cắm điện trực tiếp luôn, cho nên bên em gọi nó là cặp lồng điện. Giá sẽ là 180k. Đó, bỏ tranh mấy cái món này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác Phương. Về cho bác cái nồi chiên ngập dầu nhá. Nồi chiên ngập dầu. Đấy, hàng tráng đá như này. Hàng tráng đá này các bác này. Đấy, ba cái món này. Với lại cả cái hô chân luôn. Nồi chiên ngập dầu như này. Đấy. Một con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 trong cái nồi chiên ngập dầu như này. Con này rất là tiện các bác chiên nem này, chiên tôm này, nói chung là các cái dòng mà cần phải chiên ngập dầu, khoai tây với điếc chiên ngập dầu thì các bác đổ vào đây cho em. Đấy, đường kính của nó là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Đấy, tráng đá chống dính, đường kính 20 cm. Đấy, cái vỏ của nó đây các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, đường kính 20 cm nhá. Đấy, lên cho em là chảo ngập dầu, chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên ngập dầu. Chảo chiên ngập dầu. Ngập dầu giá sẽ là 100k thôi. 100.000 cho một em như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng, giá siêu tốt luôn.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, bộ này bao gồm 5 cái. Đấy, có nắp hết nhá, cái nào cũng có nắp của cái đấy luôn. Đấy, một cứ một khay một nắp nhá, một khay một nắp. Con to nhất thì đường kính vào khoảng là 18 đến 20 cm. Đấy, còn con nhỏ nhất thì đường kính vào khoảng là 10 cm. Đấy, thì hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Về các bác có thể đựng thực phẩm, đựng thức ăn vào đây rất là ok luôn nhá. Đấy. Thì khay nào nắp đấy, cứ khay nào nắp đấy, nó sẽ có cho các bác là 5 khay. 5 cái khay luôn. Đó, các bác đậy như này. Mình bỏ đồ ăn sống, đồ ăn chín bỏ vào tủ lạnh. Đấy, kích thước của nó thì từ 18 đến 10 cm. 18, 16, 14, 12, 10, 5 cái nhá. Bộ 5 khay inox siêu mỏng này. 5 khay inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá, 50.000. 50.000 cho 50 khay inox siêu mỏng như này. Tính ra chỉ có 10.000 chiếc thôi. Giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái củ sạc đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một cái củ sạc điện thoại đa chức năng như này. Đấy, bao gồm là dây cắm và một cái củ như này. Nó sẽ có cho các bác là hai chân tai si và hai chân sạc nhanh của USB. Đấy, các bác dùng để mình có thể là sạc đa chức năng. Đấy, sạc cắm sạc cho các loại điện thoại. Dòng này thì công suất là 20W của iPhone 14 Pro Max này. Giá sẽ là 80.000 nhá. Bỏ sang kia mài ba khe. 80k. Lên cho em là củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mài dao. Thì đầu tiên nó sẽ là một con mài đầu bếp này. Hàng này nó sẽ là hàng rẻ. Giá thì chỉ có 40.000 thôi nhưng mà mài cũng rất là ngon luôn. 1 2 3. Đấy, nó sẽ có 3 khe như này, các bác mài từ số 1 đến số 3 cho em. Các bác cứ kéo đi kéo lại như này cho em từ 5 đến 10 lần cho một bên, một lỗ. Đấy là sẽ có 3 cái khe này là các bác kéo đi kéo lại cho em là dao nó sẽ bén thôi. Giá thì sẽ là con mài đầu bếp thì con này lên cho em là mài đầu bếp nhá, mài đầu bếp. Mài đầu bếp, con này chuyên dùng cho đầu bếp mà. Mài đầu bếp giá sẽ là 40k một chiếc, 40.000. Còn bên shop sẽ có cho bác một con mài cao cấp hơn. Thì con này các bác lên cho em là mài ba khe. Đấy, mài ba khe. Đấy, hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Đó, con này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật và giá sẽ là 130.000. Lên cho em là mài ba khe đỏ nhá, mài ba khe đỏ. Giá sẽ là 130k nhá, 130k. 130.000 cho mấy em mài ba khe đỏ như này. 130.000. Katashiwa Made in Japan cũng có ba cái đường mài như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái con máy mài dao. Máy mài dao đây. Thì đây nó sẽ là một con máy mài dao. Để các bác chuyên để mình mài dao bằng máy nó rất là tiện. Đấy, cắm điện này cho em bật công tắc lên. Có cả máy mài nhá, cái viên đá này xoay và đưa dao vào khe này, còn kéo thì các bác đưa vào cái khe trên này kia. Và đây là mài bằng viên đá. Con này thì giá sẽ là 80.000 thôi. 80.000 cho một con máy mài dao như này. Rất tiện luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm con máy mài dao này thì sẽ là 80k nhá. Con này dùng bằng máy nên là lên theo là máy mài dao. Cái chai xịt chống hôi chân 35.000 một chai. Đấy, thì nó sẽ là thuộc cái dạng 35.000. 35.000 nhá. Đó, thì các bác xịt trực tiếp lên phần chân này hoặc là giày tất các bác bị hôi thì các bác xịt trực tiếp lên cho em. Đấy, ví dụ như là bàn chân này. Đấy. Các bác xịt trực tiếp lên cho em. Giày tất hôi các bác xịt trực tiếp lên cho em. Đấy, thì nó sẽ khử khuẩn này. Đấy, và đánh tan các cái mùi hôi chân rất là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp. Lên cho em là xịt hôi chân 35k. Xịt hôi chân giá sẽ là 35.000 các bạn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con lọc rác inox này. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Đó, đây nó chính là con này các bạn này. Đấy. Thì con này khi mà các bác dùng ấy nó sẽ không bị tắc. Đấy, nó không bị tắc thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k nhá. 15k cho một con lọc rác inox như này. Đấy. Khi mà các bác dùng cái con lọc rác truyền thống thì nó hay bị tắc và rác nó sẽ động cặn lại đây. Mọi người lọc rác bồn là bát tiện lợi ạ. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Đấy, đây, nước nó chảy rất nhanh, không tắc, không bị động bẩn và lấy ra vệ sinh cũng rất là dễ. 15.000 cho cái lọc rác inox như này. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các cái mã hàng thì em lại lên video nhanh để trân trọng gửi tới các bác.
Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Nay thì bên shop có một cái bếp từ Philips nhé. Nó con này thì nó bị vẫn đun nấu bình thường nhưng mà nó bị bọp mất cái đít này. Đấy, tức là con này nó bị bọp mất cái đít này rồi. Đấy, con này thì nó do nó vận chuyển nó bị bọp mất cái đít này thì về nhà các bác có thể mình chế cháo hoặc là mình làm thế nào đấy cho nó phù hợp để mình sử dụng nhá. Đấy, còn là bếp thì em vẫn bao cho các bác là bếp vẫn lên, vẫn đun nấu bình thường. Và có kèm cho các bác một cái nồi thì cái nồi nó cũng bị bọp đít luôn. Nói chung là nó do nó vận chuyển hàng, nó vận chuyển nó bị bọp thì con này bên em sẽ bán thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt luôn. Về nhà thì các bác có thể là tháo ra để mình kiểm tra. Đấy. Thì con này cũng không biết là còn sống hay không nữa. Đấy, nói chung là thôi em cũng chả biết là sống hay chết, tại vì bây giờ mà em cắm điện mà nhớ nó có chập cháy thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên là em bán thanh lý. Về nhà các bác cảm thấy ok thì mình có thể mình tự sửa chữa. Đấy. Đây thì em thử cắm điện thử luôn xem nó như nào. Con này thì cắm điện vẫn lên, vẫn sống, nói chung là vẫn đun, vẫn hoạt động bình thường. Đấy thì nó bị vỡ đây, nó vỡ, nó sộc sạch mất cái mên miếc bên trong thì về nhà các bác có thể tháo ra để mình sửa. Và em bán một nửa tiền thôi. Con này đang bán bao nhiêu? 480.000, hôm nay thanh lý nút cho các bác với giá là 220.000 nhá, 220k. Và con này thì bên em không bao ship nhá. Không bao ship, em bao cho các bác là vẫn sống nhá. Vẫn sống, 220.000, yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. Chuyển khoản hết 220.000, còn lại tiền ship thì 30.000 nữa các bác tự thanh toán. Hoặc là nếu bên em thu ship lên thì nó sẽ là thành 250. Đó, mã sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái gọi là cái thuốc chuyên chuyên diệt dán nhá. Đấy, hộp thuốc dán. Một hộp này của nó thì 12 viên và nó sẽ là dạng viên thuốc sinh học như này. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là rất là đa di năng luôn. Các bác có thể để khu vực là phòng ngủ này, phòng tắm này, rồi phòng bếp, phòng biếc, nói chung là chỗ nào mà các bác thấy có nhiều dán thì các bác để vào cho em, tủ quần áo các thứ. Đấy, các bác để vào cho em và nó sẽ là một dạng viên như này, về nhà các bác tháo ra từng viên một cho em. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng cực kỳ là nhạy luôn. Chuyên diệt dán nhá, chuyên diệt dán. Thị phần bán của nó thì nó là số 1 của thằng Nhật Bản rồi. Thị phần bán của nó là số 1 Nhật Bản rồi. Hàng made in Japan luôn. Đấy, thị phần nó số 1 Nhật Bản luôn nhá. Đấy, nó sẽ trị là dán mẹ này, dán con này, tổ này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là thuốc dán nhá. Đấy, thuốc dán. Hộp thuốc dán này. Đấy, lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán, giá của nó sẽ là 50k trên một hộp như này, bao gồm là 12 viên. Đó, 50k trên hộp 12 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái máy đuổi muỗi nhá. Đấy, máy đuổi muỗi. Con này thì nó là, các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Chức năng của nó thì vừa làm đèn ngủ, vừa là chức năng là để đuổi muỗi luôn. Đó, vừa làm đèn ngủ, vừa là để đuổi muỗi luôn. Thì nó rất là tiện. Đấy, thì các bác vừa sử dụng làm đèn ngủ, vừa làm đèn đuổi muỗi rất là tiện luôn nhá. Các bác này. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Đó, giá thì chỉ có 45k thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45.000. 45k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái máy đọc thẻ nhá. Giá sẽ là 90.000. Ở đây thì con này các bác chuyên dùng cho các em nó sử dụng để mình tránh xa điện thoại máy tính bảng, nhưng mà nó vẫn là một cái dòng trò chơi công nghệ, vừa học vừa chơi, chơi mà học mà chơi. Đó thì nó rất đơn giản thôi. Ở đây thì nó sẽ là 112 cái thẻ với các chủ đề khác nhau. Bật nguồn ở đây lên cho em này. Đấy. Sau đó thì mình chỉ cần nhét thẻ vào này. Mẹ. Mother. Đấy, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn nhá. Bố. Father. Đó, cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn, rất là tiện này. Màu cam. Orange. Đó, rất là ngon lành nhá. Thì con máy đọc thẻ này thì một bộ của nó sẽ là 90.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá, 90k. Đấy, có cả song ngữ tiếng Anh, tiếng Việt luôn và rất là nhiều chủ đề. Tới 224
các cái hình ảnh nội dung khác nhau để cho các em nó sáng tạo và lựa chọn nhé. Đây, chủ đề là đồ ăn này, giao thông, động vật, hoa quả này. Đấy, tổng 12 chủ đề khác nhau luôn. Lên cho em là máy đọc thẻ nhé. Máy đọc thẻ giá sẽ là 90k. 90k trong con máy đọc thẻ như này. Tiếp theo thì nay lên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái bộ rổ vuông này. Thì cái này bên em bán là nhiều rồi, em lên nhanh thôi. Bộ của nó thì sẽ là 90.000 một bộ, sẽ bao gồm cho bác là 3 đôi. 3 đôi như này nhá, 3 đôi. Thì cái bộ to nhất này thì đường kính của nó vào khoảng là 35 cm. Lên cho em là rổ vuông nhá, rổ vuông. Giá sẽ là 90k. Hàng của Việt Nhật này. Đấy, rổ vuông hai lớp, hàng Việt Nhật. Thì nó sẽ có cho các bác là một chậu một rổ, cứ combo một chậu một rổ này nhá. Một chậu một rổ này, tiếp theo một chậu một rổ này. Tiếp theo một chậu một rổ này. Để test cái độ chất lượng cho bác xem nhá. Đây, chất lượng của nhựa thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đấy. Chất lượng nhựa khỏi phải bàn rồi. Về để các bác dùng để mình đựng rau, rửa rau rồi nói chung là đa di năng luôn. Hàng nhựa xịn cao cấp cho bác luôn, 90.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ chổi này, bộ chổi tự vắt nhá. Đấy, thì về nhà nó sẽ có ba cái khớp như này, các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Và công năng của con này thì nó sẽ là tính năng tự vắt này, các bác kéo này là nó sẽ tự vắt này, tự xoắn và nó sẽ tự vắt như này. Đấy, tự vắt như này rất là tiện đấy các bác theo. Đây, xoắn kéo vào này nó vắt kiệt vào luôn. Đấy, thì ưu điểm của con này nó thể xoay 360 độ này, và khi các bác nối vào ấy, nối cán vào thì nó dài khoảng là tầm 1m3, 1m2 đến 1m3, thoải mái các bác sử dụng luôn. Đấy, xoay 360 độ và tự vắt luôn, các bác chỉ cần kéo là tự vắt. Khi mà các bác vắt đi là mình cho xà bông, cho xà phòng và cho nước vào, nó dễ vắt hơn nhiều so với cái việc là các bác vắt thủ công như này nhá. Vắt tay không như này thì nó sẽ hơi khó vắt một chút. Đấy, lên mã giúp cho em đó là chổi tam giác nhá. Chổi tam giác giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái chổi tam giác như này. Tiếp theo thì sẽ là một cái bộ quần áo mưa, hàng của thương hiệu Tú Phong, hàng Việt Nam chất lượng cao, ba cái huy chương luôn, hàng VIP 1 nhá. Và kích thước của nó là dòng cỡ lớn, cỡ đại đấy. Đây, một bộ như này. Cả quần cả áo luôn, đúng như trên hình người ta mặc nhá. Đó, hàng thì chất liệu của nó sẽ là bằng vải phủ ni lông, cho nên các bác dùng nó rất là bền đẹp. Và bây giờ là đang mùa mưa mùa rét này thì các bác nên mua một bộ như này. Đấy, combo của nó thì nó sẽ là cả quần cả áo cho anh em và các bác luôn nhá. Cả quần cả áo như này. Đấy, cả quần cả áo cho các bác luôn. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng hai lớp nhá, hàng hai lớp nhá. Vải và có phủ ni lông cho nên là dùng nó rất là ấm áp và rất là dai, chứ không bị dạng như là bị mục hoặc là bị ngấm đâu. Đấy, dùng cực kỳ là tiện ích và an toàn luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ quần áo mưa đẹp như này, giá sẽ là 195.000. Con này bây giờ anh em các bác ra cửa hàng mua thì nó tầm khoảng 250 đến 300 nhé, 250 300. Có chỗ thì nó bán cho các bác 250, có bộ chỗ thì nó bán cho các bác là 300. Và bên shop bán cho bác giá chỉ có 195k thôi. Lên theo là bộ quần áo mưa nhá, 195.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái con át đảo chiều nhá. Át đảo chiều, con này thì nó sẽ là 63A, hàng nội địa của Nhật. Con này thì chuyên dùng để đảo chiều, ví dụ như nhà các bác có hai công tơ này, hai công tơ, hai máy hai công tơ, hoặc là một công tơ, một máy phát điện, thì các bác cũng dùng con này cho em rất là ok luôn. Cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110k cho một con át đảo chiều như này, 110.000. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đấy, rất là tiện đó, và các bác dùng nó cũng rất là hợp lý thôi. Giá chỉ có 110.000 trong con át đảo chiều này thôi. Thì chuyên dùng cho hai công tơ hoặc là một máy phát một công tơ, thì các bác chỉ cần đảo lên như này, nổ máy phát lên và đảo lên cho em xong. Hoặc là không thích thì dùng nửa tháng lại đảo sang cái công tơ 1, dùng nửa tháng lại đảo sang công tơ 2 để hai công tơ đều cấp điện nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao nhá. Bộ dao thì nó sẽ là đây. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là một con dao chặt như này nhá, một con dao chặt như này. Đấy, hàng của thương hiệu Seki Japan, Made in Japan. Cân nặng của nó thì vào khoảng là từ 5 đến 7 lạng. Từ 5 đến 7 lạng nhá. Giá con này thì sẽ là 180.000. Cầm cho anh con dao thái gỗ này. Lên cho em là chặt gỗ nhá. Đấy, lên cho em là chặt gỗ. Giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con dao chặt gỗ như này. Hàng thương hiệu Seki Japan, Made in Japan con này. Hàng cực chất lượng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác con dao gọt gỗ nhá. Con này thì các bác lên cho em là dao gọt gỗ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho con dao gọt gỗ như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng siêu bén cho các bác rồi. Đấy, siêu bén các bác nhá. Đây, để em thử test cắt cái giấy bóng này xem nhá. Đấy, đây, cắt giấy bóng còn đứt như này là các bác biết chất lượng của dao này các bác này. Đấy, các bác theo. Đây, khủng khiếp chưa? Đó, các bác này. Đấy. Giấy bóng là rất là khó đứt mà còn cắt đứt được như này là các bác biết rồi nhá. Đấy, giấy bóng thường nó rất là dai luôn. Đó. Thì con này sẽ là 40.000. Các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Đấy, lên cho em là gọt gỗ này. Gọt gỗ. Giá sẽ là gọt gỗ giá sẽ là 40k. Đó, thì em có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy con nào lấy con dao chặt và con dao gọt thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái
nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Đó, nồi lẩu mini thì ở đây nó sẽ là một cái nồi lẩu như này, 150.000. Ở đây nó sẽ có sẵn cho bác là cáp cắm điện luôn. Đấy, một cái quai cầm như này và điều chỉnh số 1, số 2, rất đơn giản vậy thôi. Sử dụng điện 220V công suất của nó đây. Đấy. 600W điện 220V và dung tích của con này thì nó vào khoảng là tầm 1 lít gì đấy các bác nhá. Tầm 1 lít gì đấy. Đó, nó tầm tầm đấy. Thì các bác dùng để hấp này, rồi ăn lẩu con niếc này hoặc là nấu mì tôm thì quá là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Anh em nào mà chế độ độc thân lâu năm thì cứ làm con này về, thả gói mì vào đây thế là xong. Rất đơn giản. Giá thì chỉ 150.000 thôi. Các bác lên cho em là lẩu mini nhá, lẩu mini. Lẩu mini giá sẽ là 150k cho một cái nồi lẩu mini như này. Đấy, con này thì không biết là cái dung tích của nó bao nhiêu nhưng mà chắc chắn là nó vào khoảng trên 1 lít các bạn. Đấy. Nó vào khoảng trên 1 lít gì đấy các bác nhá. Đó, rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái cốc nhả kem nhá. Đấy thì nó sẽ bao gồm là một cái hộp ngăn kéo như này các bạn. Đấy, một hộp ngăn kéo như này. Kèm thêm cho các bác là ba cái cốc nhá, ba cốc các bác có thể dán vào đây cho em. Đấy. Tức là tất cả những cái cốc này nó đều có nam châm từ hít ở đít này. Đấy. Các bác có thể dán vào đây. Đấy, dán vào đây cho em, nó rất là tiện luôn. Đó, bỏ tranh cả hai cái lọ kem đánh răng đây. Có từ hít ở đây luôn, nó rất là tiện này. Đấy. Và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là hai cái miếng dán này để các bác mình dán vào đây cho em, hai miếng dán mình dán vào tường sau đó thì mình đeo vào đây cho em. Đó. Đeo vào đây hai cái miếng dán này. Và có kèm cho các bác là các cái sticker để khi mà các bác sử dụng ấy thì các bác có thể đánh dấu từng cái cốc một vào là biết là cái cốc này của ai, cốc này của ai. Đấy. Và khi các bác dùng thì các bác lấy cái lọ kem đánh răng mình ra. Đó. Lắp vào đây cho em, lắp vào đây. Sau đó thì mình chỉ cần nhả kem là mình nhấp này thôi. Nhấp này thôi là cái đầu này nó sẽ giúp ta tạo lực để đẩy cho cái kem đánh răng của mình nó sẽ rơi xuống nhá. Và các bác tùy theo cái độ nhấp để các bác có thể hứng bao nhiêu thì hứng tùy ý mình. Đó. Thì đây em sẽ xoáy thử cho các bác xem cái lọ kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Kem đánh răng Hàn Quốc. Đấy. Đây. Lọ kem đánh răng của Nhật đi. Kem đánh răng của Nhật các bác này. Đấy. Kem đánh răng của Nhật đây. Đây nó sẽ có cái gen xoáy như này nhá, có cái gen xoáy như này. Các bác xoáy cái này ra cho em, xoáy cái này ra cho em này. Đấy. Sau đó thì các bác xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây. Đấy. Xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây cho em. Đó. Xoáy cái lọ kem ra vào đây. Đấy, là mình cứ để này thôi. Sau đó thì mình nhấp như này là cái kem nó sẽ chảy xuống. Cái hàng này thì nó sẽ là hàng mới tinh cho nên là em sẽ không có test thử. Đây em sẽ test thử cho các bác qua một cái sản phẩm mà nhà em đang treo để trưng bày cho các bác xem. Đó. Trước khi test thì em giới thiệu cho các bác các cái mã kem đánh răng. Đầu tiên nó sẽ là một cái kem đánh răng của em giới thiệu giá của con này trước đi. Con này giá sẽ là 100 bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là kệ nhả kem đánh răng nhá, giá của nó sẽ là 100 mấy nhỉ, kệ nhả kem đánh răng nhá, kệ nhả kem đánh răng giá sẽ là 180k nhá, 180.000 cho cái kệ nhả kem đánh răng như này. Thì con này rất là tuyệt đích luôn. Đó, tiếp theo là đến cái kem đánh răng của Nhật này, kem đánh răng Nhật giá của nó sẽ là 60.000 cho một típ như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là 170g. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đây, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Và giá thì sẽ là 60.000, dung tích 170g. Đó. Con này thì công dụng của nó sẽ là tinh chất gạo này, chống viêm niếu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Giá sẽ là 60.000 cho một típ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, tiếp theo thì em sẽ có cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc này. Đây. Con này của nó thì sẽ là 120g. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng made in Korea. Đấy, đây. Made in Korea nhá, hàng của Hàn Quốc nhá. 120g này. Con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k. Đấy, bác nào răng đen, răng ố vàng, các loại răng đánh cái này cho em một thời gian là đỡ hẳn luôn. Tỷ lệ làm trắng răng của nó lên tới 93% nhá. Đó. Đây thì đây em sẽ có cái thực tế đây cho các bác xem này. Đây cái con kệ nhà em ấy nhá, em con này em chỉ để trưng bày quay cho bác xem thôi. Đấy không nên lúc các bác bảo nhà này nó đánh răng bẩn thế. Đấy đây các bác chỉ cần nhấp vào như này thôi này. Đấy. Hàng này để rất lâu rồi nhá, để rất lâu rồi các bác này. Đấy rất là bẩn thỉu, để từ năm nọ sang năm kia này, nhưng mà chỉ cần nhấp cái là được luôn nhá. Đây. Đấy các bác chỉ cần nhấp cái này. Nhấp cái này là ra luôn các bác này, nó ra rất là đều và đẹp luôn nhá. Đấy.
Ngoài ra thì bên các bác có thể sử dụng đây cái cốc này, nó sẽ là một cái dòng cốc để cho các bác có nam châm từ hít này. Đấy, dùng xong thì mình lại cho nó vào đây cho nó gọn này. Đấy, thứ nhất là chống bị mốc khi mà mình để ngược thì nó không khô được này. Và cái này nó sẽ có cho các bác là một cái đây, một cái miếng dán như này, hai cái miếng dán như này các bác có thể đặt vào này. Đấy, đặt vào mình dán vào rất là chặt luôn. Đấy. Đây em cũng dán thực tế luôn nên mà để từ năm nọ qua năm kia cũng rất là ok nhá. Đấy. Thì các bác dán xong là mình lại cho vào cho em là xong. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái tăm nước các bác nhá. Cái tăm nước. Đây nó sẽ là một cái dòng tăm mà các bác sử dụng, khi mà sử dụng thì nó sẽ là sử dụng bằng nước chứ không phải các bác sử dụng bằng cái tăm truyền thống, mà nó sẽ là bằng nước. Đây, hình nó mô phỏng này, đây nó sẽ có 4 đầu này. Một cái đầu để các bác dùng để vệ sinh kẽ răng này, một cái đầu để vệ sinh lợi này, một đầu để vệ sinh lưỡi này, và một cái đầu để các bác mài trên mặt răng này. Đấy, gọi là đánh răng đấy. Đấy, kỳ cọ trên mặt răng thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4 cho các bác là 4 cái đầu nước như này. Đây, nó sẽ có cho các bác là 4 cái đầu nước này. Về nhà các bác lắp vào máy cho em này. Và một con máy này. Con tăm nước này thì các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy, rất là khỏe bác này. Đấy, và nước nó sẽ hút ở đây nhá, nước nó hút ở đây. Dung lượng pin của nó là 1200mAh này. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, về nhà các bác lắp những cái đầu này vào đây cho em, lắp vào đầu này vào đây. Đó là mình sử dụng thôi. Rất tiện ích. Thì con tăm nước này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy. Các bác nhấn tắt cái thứ này nó rất là tiện thôi, và các bác tháo cái đầu này ra này. Đấy. Tháo cái đầu này ra, sau đó thì mình cho nước vào đây. Cho nước vào đây sau đó thì mình nó sẽ dùng dạng như kiểu là máy bơm ấy, là nó sẽ dùng cái tia nước này để nó vệ sinh. Thì các bác không bị can thiệp vào răng lợi của mình thì nó không bị hỏng răng, hỏng lợi đâu nhá. Lên mã giúp cho em là tăm nước. Cái này bao nhiêu nhỉ? Lên mã giúp cho em là tăm nước, giá sẽ là 160.000 nhá. Đấy, tăm nước này. Giá sẽ là 160k cho một cái hộp tăm nước như này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái chai xịt chống thấm nhá. Đấy. Lên cho em là xịt chống thấm này. Cái này thì các bác chuyên dùng để chống thấm các cái phần như là nhà bị thấm rột này, các cái phần tường, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó, thì các bác xịt vào cho em. Đặc biệt là các cái phần bị thấm rột nhá. Đấy. Thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Các bác lắc đều lên cho em. Trước khi dùng thì mình lắc kỹ, lắc đều lên cho em. Sau đó thì mình xịt. Đấy, mình xịt thì nó sẽ thấm đều trên các cái bề mặt, giúp cho các bác dùng là mình sử dụng là nó sẽ rất là an toàn nhé. Đây, ví dụ này các bạn này. Đấy, nó sẽ là các cái phân tử cao su non như này. Khi dùng các bác lắc đều lên cho em nhé, lắc đều lên cho em. Đấy, để tránh cái việc là nó bị tắc nhé. Đấy, các bác lắc đều lên cho em, và khi mình bấm thì bấm dứt khoát nhé. Đấy. Đấy, tại vì cái đầu này của nó bao giờ nó cũng là hơi bị tắc một tí này. Đấy, nó sẽ ở trên cái đầu trên này nó sẽ hơi bị tắc một tí, thì các bác dùng lắc đều và ấn mạnh cho em để khi mà nó ra là nó sẽ đẩy được cái phần tắc ở đầu ra. Đấy, đây. Các bác lắc kỹ, lắc đều cho em nhé. Đấy, đây, khi nó xịt nó sẽ ra như này các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có các cái phân tử cao su non này. Đấy, nó sẽ tan dần và nó chảy vào trong các cái phần lỗ thấm rột nhá, và nó sẽ giúp cho ngôi nhà của bác, phần tường, trần nhà và các nơi bị thấm rột là nó sẽ phủ hết kín hết luôn. Đấy, lên cho em là xịt chống thấm. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này thôi. 50.000 cho một chai xịt chống thấm như này nhé. Con này thì khá là tiện dụng luôn để các bác sử dụng. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây, gấp 2 lần. Đây là bình xịt chống thấm rột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị lứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay. Đây, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 các bác nhá. 50.000 cho một con bình xịt chống thấm như này, rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái pin 18650 nhá. Đấy, pin 18650. Con này thì nó là dòng pin sạc, các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Dung lượng pin của nó sẽ là 3,7V và 6800mAh. Các bác có thể mua về để mình đóng pin.
mình dùng cho các cái thiết bị hoặc là bên em bán thì nó rất là nhiều các cái dòng sản phẩm đang sử dụng cái pin này. Thì các bác có cái sản phẩm nào mà bị hỏng lỗi pin thì về nhà các bác có thể thay thế trực tiếp con pin này vào mình sử dụng cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một viên pin 18650 thôi nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Đấy, lên cho em là pin 18650 giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ keo đa năng xanh. Giá thì chỉ có 20k cho một típ như này thôi và 50.000 ba típ cho cái keo đa năng xanh như này. Đây nó sẽ là một lọ dung tích của nó là 60g. Con này các bác chuyên dùng để dán tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt được luôn và rất là bền chắc chắn. Giá sẽ là 20k cho một típ như này và 50.000 ba típ nhá. Lên mã giúp cho em là keo đa năng xanh. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Cách gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đó. Giá thì chỉ có 50.000 cho 3 lọ và 20.000 lọ nhá. Tiếp theo thì nay bên em tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồ Tết này. Đấy thì nó sẽ là một cái dòng sản phẩm cái nho khô. Ăn rất là ngon, dai, mềm, ngon và hàng nó sẽ là hàng không phẩm màu, không chất bảo quản các bác nhá. Không phẩm màu, không chất bảo quản. Hàng của tập đoàn Samsung thì các bác biết rồi. Nó ăn rất là ngon luôn. Sản phẩm thì sẽ là một bịch nho như này. Đấy. Hàng của tập đoàn Samsung của Hàn Quốc nhá. Đấy đây, Samsung này các bác này. Đấy, tập đoàn Samsung của Hàn Quốc. Đấy, Samsung này. Đấy và các kia công ty khác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bịch nho khô như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho một hộp nho khô như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất đẹp luôn. Đó, đây. Mã tem, mã vạch, mã code đàng hoàng, tập đoàn Samsung đây. Đấy. Các bác lên cho em là nho khô nhá, giá của nó sẽ là 100k, 100.000 cho một bịch nho khô như này. Thì cái này nó khá là tiện ích luôn, các bác có thể sử dụng để mình cho biếu tặng làm quà. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thảm lau chân này. Cuối năm đến nơi rồi, đấy, Tết nhất đến nơi là các bác cũng trang hoàng cho cái ngôi nhà mình nó thêm đẹp, thêm lộng lẫy. Kích thước của nó thì nó sẽ là 40x60. Đấy, thì bên em gọi nó là thảm 46 nhá. Chất liệu của thảm thì đây nó sẽ là một cái dòng thảm mà nó có cho các bác là mặt bên dưới là cao su non và bên trên của nó sẽ là một cái dòng ném trong cái đèn này. Bên dưới là cao su non, bên trên nó sẽ là một cái dòng nỉ như này nhá. Đây, này. Một cái dòng nỉ như này các bác này. Đấy thì khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là khi các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là rất là êm, mềm, mượt và dưới cao su non này thì bám dính rất là tốt luôn, không sợ bị trượt. Đấy, các bác có thể để cửa nhà tắm, nhà giếc thoải mái luôn. Nó là cái dòng cao su non, nó rất là bám. Bên trên thì nó sẽ là dòng nỉ như này. Dùng không lo bị bong, bị xỉn nữa đâu. Đấy, bị mủn nữa đâu. Các bác có thể dùng quanh năm, ngày tháng cho em được luôn. Kích thước của nó là 40x60. Thì lên mã giúp cho em đó là thảm 46 nhá. Thảm 46. Giá là 45k cho một chiếc như này nhá. 45.000 cho một chiếc thảm này thôi. Giá rất hợp lý rồi. Đấy, nói chung là chất liệu đẹp, giá hợp lý. Thảm 46, giá sẽ là 45.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn xoay nhá, đèn xoay. Đấy. Lô này em về thì nó sẽ là dòng mẫu mới. Mẫu này của nó thì nó sẽ là dòng mẫu cắm trực tiếp có đuôi như này. Còn cái lô trước là nó có dây thì nó hết mất rồi. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là dòng cắm trực tiếp như này các bác nhá. Cắm trực tiếp thì cũng rất là tiện thôi. Các bác cứ cắm trực tiếp vào trong nguồn điện có công tắc tắt bật như này. Đấy, không cần phải dùng dây nữa. Đây. Em sẽ cắm trực tiếp cho các bác xem luôn. Đấy. Cắm trực tiếp vào này, sau đó thì bật công tắc lên này. Đấy là nó xoay thôi. Cái mẫu này của nó thì nó rất là đẹp các bác. Đấy, rất là đa dạng luôn nhá. Đó, con này thì rất đẹp các bác này. Đó. Con này đẹp lắm các bác. Đấy, đây nó đang chạm vào tường, nó quay hơi chậm, bình thường nó sẽ quay nhanh hơn một chút các bác. Đó đây. Và theo. Đấy. Rất đẹp luôn các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. 60k cho một con đèn xoay như này. Các bác lên cho em là đèn xoay nhá, giá của nó sẽ là 60.000 các bác nhá. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Và đây là các cái mã số điện thoại chính của bên em, ba số bao gồm Zalo, Face Zalo và
tin nhắn các bác nhá. Các bác có thể Zalo hoặc là tin nhắn hoặc gọi điện trực tiếp tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship dưới 200, các bác ưu ái cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa là ok, em sẽ đi đơn. Sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ dao sói nhá. Bộ này thì giá thì rất là sinh viên, chỉ có 100.000 cho một bộ dao nha thôi. Lên cho em là bộ dao sói nhá, giá sẽ là 100.000. Đấy, ở đây thì em sẽ có cho các bác bao gồm cho các bác là rất là nhiều các cái chi tiết luôn. Nó sẽ có cho các bác hẳn tới là 4 con dao nhá, 4 con dao. Đây. Đấy, nó sẽ có cho 2 con mũi nhọn này. Đấy, 2 con mũi nhọn này, rất là bén luôn nhá. Đó, đây. Dòng mũi nhọn này. Dao này thì rất là dài, toàn trên 30 cm, các bác có thể dùng để mình bổ hoa quả các thứ đều ok hết nhá, rất là bén luôn. Đó, đây. Đấy, có tới cho các bác là 4 con dao này. 4 con dao. 4 dao. Đấy, 4 dao ok chưa? Đó. Một cái kéo và một cái nạo. Kéo này thì các bác dùng để cắt gà, cắt cá này, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ này, một cái nạo này. Đấy. Combo cho các bác bao gồm cho các bác là 6 món mà giá thì chỉ có 100.000 thôi. Tính ra như vậy là các bác mua đâu đó nó chỉ vào khoảng là 35, 45, 45, 60, 6, 15, 90. 6, 15, 90 như vậy là các bác mua chỉ có mất có 15.000 này. 15.000 chia cho 4 món này. Cộng với lại còn 10.000 mà 10.000 chia cho 6 món nữa. 10.000 chia 6 món nữa là mỗi món mất 1.000 rưỡi nữa. Mỗi món mất 1.000 rưỡi nữa. Đấy. Tức là vào là 16.500 cho một món như này. Đấy, 16.500 cho một món như này. Đấy. 35, 45, 45, 60, 65, 90. Đấy, giá sẽ là 100.000 các bác nhá. 100.000. Rất rẻ cho các bác luôn. Đấy, em cũng không biết tính nhẩm đâu, em chỉ biết tính nhanh thôi. Đấy, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Đấy. Lên thì em là dao sói nhá, dao sói. Giá sẽ là 100.000. Đó, rất rẻ mạt các bạn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ đây. Lên mã giúp cho em đây. Em lên tiếp cho bác một con dao các bác dùng để mình thái hoa quả, nấu đồ ăn, gọt hoa quả đều được hết. Thì lên cho em là dao lượn sóng nhá. Con này trước đang bán là 40.000. Riêng hôm nay thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 20.000 thôi. Bán được con nào chưa? 20.000 cho một con dao lượn sóng như này nhá. Thanh lý lộ xả lỗ cho các bác luôn. Tri ân khách hàng. Lên cho em là dao lượn sóng nhá. Giá sẽ là 20.000. Thanh lý cho các bác. Con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là hơn 20 cm. Đó. Phần bán lưỡi thì vào khoảng 3 cm. Và phần lưỡi này vào khoảng là trên 10 cm. Đấy, và dao thì khoảng 25 cm. Rất là ngon luôn, dùng để gọt hoa quả ngày Tết ngày nhất, hoặc các bác dùng ngày thường. Các bác thái đu đủ, thái khoai tây rồi các loại của rau củ quả mình thái nó có lượn sóng, có hoa văn thì trông nó cũng đẹp hơn, bắt mắt hơn. Về nhà trồng nó cũng đỡ mắng chửi hơn các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 thôi. Lên cho em là dao lượn sóng, giá sẽ là 20.000 nhá. Tiếp theo thì một cái con siêu phẩm cho anh em các bác dùng để sửa chữa lặt vặt trong gia đình. Đấy. Thì các bác lên cho em là bộ V46. Bộ này bao gồm cho các bác là nôm na nó là vào khoảng là 46 chi tiết. Đấy, còn lại thì nó có thể là nhiều hơn, ít hơn một chút. Thì các bác cũng thông cảm, nó có tất trong này thôi chứ còn em cũng chả thêm chả bớt được. Đấy. Cái giá của nó thì nó rất là rẻ, giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái bộ sửa chữa như này. Đấy, hàng sẽ bao gồm cho các bác là một tay công này. Một tay công xoáy nhanh các bác nhá. Con này vừa là tay công vừa giúp xoáy nhanh được luôn. Đây. Các bác có thể lắp trực tiếp các cái đầu vít này vào. Đấy. Có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn, rất tiện ích các bác nhá. Đấy, xoáy nhanh, đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Ngoài ra thì các bác có thể sử dụng là một cái con tay nối dài như này, con tay vít như này. Đấy, các bác lắp vào cho em. Mình sử dụng trực tiếp này. Đấy, dùng vít viếc này, rất là ok nhá. 130.000, ối giời ôi luôn các bác nhá. Đó, chỉ có 130.000 thôi. Giá quá rẻ luôn, các bác có thể mua để mình sử dụng sửa chữa lặt vặt trong gia đình nhà mình. Đầu lục giác thì sẽ là từ 4 đến 14 này. Đầu vít thì nó sẽ có là vít cộng vít trừ đầy đủ nhá. Lục giác hoa thị này, tay công tay nối dài này. Và có cả tay ngót nghéo cho các bác luôn. Đấy, combo cho các bác. Giá thì sẽ là 130.000. 130.000 cho cái bộ này. Đấy, rất hợp lý thôi các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ V46. Giá sẽ là 130k. V46 này, 130.000 đây. Đấy, V46. V46 130k, siêu rẻ luôn.
Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái giấy lau kính nhá. Đấy, một túi như này sẽ bao gồm cho bác là 10 chiếc, kích thước của nó là khoảng 35 x 35. Đó, giá thì sẽ là 50.000. Giấy này của nó thì chuyên dùng để lau kính, không để lại vết, thấm nước cực kỳ là tốt luôn. Đấy, chuyên lau kính, lau các cái bề mặt kính như là bếp từ, bếp ga, rồi các cái bề mặt kính như là cửa kính, nói chung là đa di năng luôn, bàn kính, các cái thứ mà liên quan đến đồ bóng các bác lau là không để lại vết cho em luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn. 50.000 cho một bịch như này bao gồm 10 chiếc, tính ra chỉ có 5.000 một chiếc thôi nhá. Lên theo là giấy lau kính, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn quạt nhá. Đèn quạt thì sẽ bao gồm cho các bác là cả đèn cả quạt tổng hợp ở đây luôn. Đó, cả đèn cả quạt tổng hợp ở đây. Thì các bác dùng nó rất là tiện đây, cả đèn cả quạt như này, rất là tiện luôn này. Đấy, kéo lên thì nó sẽ có cho các bác là một cái đèn. Đấy, và các bác có thể bật quạt trực tiếp được luôn. Đây các bác này. Gió nó kêu ù ù này là các bác biết cái độ mạnh của nó rồi. Đó, dùng được đa di năng, cả đèn cả quạt luôn. Có tấm pin sạc năng lượng mặt trời. Đây, đang sạc này các bác này, đang sạc đây em che cái tấm pin thì nó sẽ tối này, bỏ ra nó sẽ lại sáng này. Đó các bác thấy không? Đây. Đấy, đây nhá, sáng trưng này. Đấy, che đi nó tối này. Đấy. Thì có cáp sạc cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn quạt nhá. Giá chỉ có 100.000 thôi, có đầu cắm sạc này, cắm trực tiếp điện 220V. Cái quạt này các bác có thể dùng chạy liên tục cho em từ 3 đến 5 tiếng nhá. Lên theo là đèn quạt này, đèn quạt giá sẽ là đèn quạt bão này, đèn quạt bão giá sẽ là 100k tròn nhá, 100k tròn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc. Một bịch này 10 chiếc em bán combo là từ 3 chiếc trở lên. 20.000 3 chiếc và cả bịch này chỉ có 60.000 thôi cho 10 chiếc luôn. Kích thước của nó sẽ là 30 x 50 nhá, một chiều 30, một chiều 50. Các bác có thể dùng để, thứ nhất là dùng để rửa mặt này, thứ hai là các bác dùng để vệ sinh này, lau nhà, lau cửa, lau bát, lau đũa, lau bàn, lau ghế này. Mua cả bịch này luôn, mình dùng rất là nhiều chức năng. Tết nhất ăn cơm, ăn nước, ăn cỗ, ăn bàn các bác có thể bỏ ra cho khách mình dùng, mỗi người một chiếc luôn, rất đẹp, rất tiện ích. Lau vừa sạch vừa vệ sinh. Đấy, bảo vệ môi trường. Lên cho em là khăn mặt nhá. 20k là bằng 3 chiếc và 60k là sẽ là bằng 10 cái nhá. 60.000 là 10 cái. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá. Đây nó sẽ là 5 cái đĩa tròn như này mà giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Đấy. 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bỏ tranh cái đài với cái giấy cái đấy ra đây. Cái giấy lau dày. 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này. Hàng khá là dày dẫn các nhá, khá là dày dẫn chứ không mỏng đâu. Đấy. 120.000 5 chiếc, như vậy là các bác sẽ có cho các bác em chiếc to nhất là 24 cm. Chiếc nhỏ nhất thì nó vào khoảng là 13-14 cm. Đó đây, 5 chiếc như này các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín được hết các bác nhá. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá, 5 đĩa tròn này. Giá thì cực kỳ hợp lý luôn, chỉ có 120k trên 5 cái đĩa như này. 2 năm là 10, như vậy là mất có 12.000 à. Đúng không nhỉ? Mất 20 mấy nghìn đấy. 20 mấy nghìn thôi, 22.000. 24.000 gì đấy các bác nhá. Đấy. Các bác lấy máy tính các bác chia cho nó nhanh, cho nó chính xác ra PPP bao nhiêu luôn, 3 phẩy bao nhiêu đấy. Thì em rút toán lắm các bác. Đấy. Thì 5 cái đĩa như này mà giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy. 22.500. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con đài FM của Nhật nhá. Đấy. Con này thì hàng đời mới sẽ có thêm cho các bác cái tính năng là đồng hồ luôn nhá, tính năng đồng hồ. Tính năng đồng hồ và kèm thêm cho các bác là một cái cáp sạc như này. Hàng chạy bằng pin 18650, con này bên em đang bán là 30.000 một viên, có kèm cáp sạc đây. Đấy, rất tiện ích luôn nhá, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đã có sẵn pin rồi, các bác sạc pin mà mình dùng cho em. Mỗi lần sạc thì từ 2 đến 3 tiếng này. Đầu tiên các bác bật nguồn này lên này. Đấy, sau đó thì các bác bắt đầu là để cho em chức năng là đài FM này. Con này nó có thể bắt MP3 rất là ngon luôn nhá. Các bác có thể dò để Bluetooth nhá. Sẽ giảm nguy cơ bị thương cho người ngồi hàng ghế sau lên đến 75%. Quỹ Phòng chống thương vong châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự đồng hành của hãng ô tô Chevrolet khuyến cáo: đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi đi xe ô tô, bạn nên lắp thêm ghế chuyên dụng cho trẻ dưới 12 tuổi hoặc thấp hơn 135 cm.
luôn để trẻ ngồi ở hàng ghế sau và thắt dây an toàn cho trẻ, đồng thời không để trẻ ở lại một mình trên xe. Đó, đấy thì rất là đơn giản nha. Các bác vừa nãy được nghe đài lại còn vừa được nghe các cái thông tin mà em gửi đến các bác nhá. Đấy, bác nào đi ô tô thì cho các em nó thắt dây an toàn vào nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 260 cành. Ở đây nữa, các bác về tháo cái cao su thì ra cho em này, cái cao su nó cản pin này. Đấy, là đồng hồ chạy bình thường nhá. Rất đẹp này. Chiều dài thì khoảng 20 cm, chiều cao khoảng là 13 đến 15 cm và chiều rộng khoảng 10 cm. Các cái phần kết nối bao gồm là cắm nghe nhạc này, USB thẻ nhớ này, đấy, nghe đài này, và các bác có thể dò trực tiếp để nghe MP3 và Bluetooth nhá. Nhưng em bán thì chức năng chính là đài thôi, còn em giới thiệu nhắc nhỏ các bác là nghe Bluetooth cũng rất hay, nhưng mà em không có giới thiệu ở đây. Về nhà các bác tự dò, đến lúc các bác nhận đài các bác không dò được, các bác lại ý kiến nó mất công. Đấy, nhưng mà nghe hay lắm các bạn. Giá thì sẽ là 260.000, bên em bao ship đến tận nhà, bảo hành lỗi đổi mới trong vòng 10 ngày cho các bác luôn. Sử dụng thoải mái, lỗi cái gì em đổi mới cho các bác luôn. Lên cho em là đài FM Nhật nhá. Đài FM Nhật này. Giá sẽ là 260 cành. Đấy, em vừa dò tiếng đài nghe nó hay như tiếng đài FM các bạn. Đó. Tiếp theo là bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm, đó là cái giấy lau giày nhá. Con này thì em bán rất là nhiều rồi, cuối năm rồi các bác mua về mà dùng. Nó rất là tiện. Đấy, giặt giày nhiều mà giày nồm ẩm như này giặt là hỏng hết giày luôn. Đấy, các bác dùng con giấy này cho em cho nó tiện nhá. Đó. Đây. Đấy, một cái tờ như này. Đấy, một bịch này thì từ 30 đến 40 tờ. Đấy, thấp nhất là được 30 tờ. Đấy, đây ví dụ cái dép nó đang bẩn như này nha, em mô phỏng em đánh đi cho các bác xem này. Đấy. Đây đôi dép Beatit nghìn lỗ của em nhá, rất là bẩn như này, đây em sẽ đánh đi cho các bác xem này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Rất là bẩn luôn nhá, các bác có thể xem để tời lại trước và sau video nhá. Đó. Đây. Thì các bác dùng một miếng này cho em này đánh này, sau đó thì nếu mà các bác nào có thời gian thì mình có thể để từ 3 đến 5 phút. Đấy, sau đó các bác đánh lại, còn nếu không các bác có thể đánh hoặc lau đi luôn cũng được. Thực ra thì nếu mà giày vải, giày riếc mà nó bị ướt một tí cũng không ảnh hưởng gì, nó sẽ khô thôi. Chứ không phải là các bác ngâm nước, cho nên là cũng rất là ok thôi. Đó, các bác đánh sạch đi như này cho em. Sau đó thì mình dùng khăn khô mình lau đi cho em. Khăn khô mình lau đi cho em. Đó, thám ra lấy anh cái khăn nào. Lấy cho anh đi. Đấy, dùng khăn khô mình lau đi cho em. Đấy, em mới đánh có khoảng 30 giây thôi nhá, mà đã sáng bóng đẹp luôn. Đó, thì sau đó các bác dùng khăn khô mình lau đi cho em. Đấy, sẽ sạch luôn coi nhá. Đấy, sạch luôn. Đây, đây các bác này. Đó, thực tế luôn nhá, sử dụng thực tế luôn, không các bác cứ bảo mày cứ đưa video lên nó hiu hiu còn vượn. Đây, đấy, hai chiếc khác nhau hoàn toàn các bác này. Đây, đấy nhá, sáng bóng đẹp luôn. Các bác thấy chưa? Đó, sạch lên tới 80% luôn. Thì giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này. Đấy, lên cho em là giấy lau giày 20k cho một hộp như này nhá. Và mua 3 hộp thì sẽ là 50.000, 3 bịch sẽ là 50.000. Tiếp theo thì cuối năm rồi, các bác dùng cái này để mình đánh tẩy xoong nồi đa di năng cho em luôn. Đấy. Thì đây nó sẽ là một cái dòng tẩy xanh nhá, tẩy xanh để chuyên tẩy xoong nồi các bạn. Con này tiện lắm. Về nhà các bác xoong nồi hoặc là vành bánh ô tô, thân ô tô bị bẩn bị chảy xước các bác đánh cho em là hết luôn. Đây. Đây nó sẽ là thuộc cái dạng là kem như này các bác bôi cho nó ướt đồ, sau đó thì các bác đánh cho xoa lên đều lên, sau đó thì các bác đánh đi cho em là xong. Giá sẽ là 25k nhá. Đấy, lên cho em là tẩy xanh 25.000. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn. Mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem tẩy xong đấy, rồi. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đấy, cuối năm thì bên shop về cho bác cái lô mũ các bác này. Đấy, mũ nồi rất là đẹp luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá nó là 100.000 các bạn. Đây, các bác có thể mở ra như này. Đấy, em sẽ đội thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì giá rất là hợp, có thể đội lên trực tiếp này. Đấy, anh em thấy chưa, các bác thấy không? Nó rất là tuyệt vời luôn. Đây, các bác có thể cho ôm tai hoặc là cho gập lên như này. Đây. Đấy thì cũng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới các bác nhá. Đó, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Em đang tuổi 30 mà em đội vào nó giống như là tuổi 60 luôn các bác nhá. Đó, đây, các bác thấy chưa? Rất chất chơi luôn. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể là mở cái phần này ra, trời rét thì mở cái phần này ra cho em để mình cụp nó xuống này. Đó, các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá, che hết vành tai luôn. Cực kỳ là ấm luôn nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một con mũ này thôi. Chất liệu của nó thì rất là mềm nhá, da rất là mềm. Đấy, dùng thì rất là thích. Giá cả hợp lý cho các bác sử dụng.
Đây, giá rất hợp lý thôi, chỉ có 100.000 cho con mũ nồi này thôi nhá. Rồi, xin chào các bác. Hello các bác nhá, em lên một số các cái mã đồ thuốc của bên em. Đấy, những cái mã này thì bên em bán rất là nhiều rồi và khách cũng dùng rất là nhiều, rất là ok. Để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hãy lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhé. Thuốc đau xương khớp này, con này thì sẽ là 40.000 cho một tiếp như này. Hàng này chuyên trị đau xương khớp nhé. Được chiết xuất từ bọ cạp này, rồi cao hổ này. Các bác dùng thì con này nó rất là đa di năng luôn. Chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh. Đó, và nó là thuộc cái dạng kem trắng nhé. Các bác bôi thì nó khá là nóng luôn và nó chuyên trị đau xương khớp rất là tốt. Còn đau xương khớp này thì nó rất là tiện ích các bác sử dụng. Giá rất là ok cho bác luôn, 40k cho một cái tip trị đau xương khớp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc bôi trĩ nhá. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em. Đó, trĩ nội trĩ ngoại rồi các bác bị co bối trĩ rồi xa bối trĩ các thứ là dùng được hết nhá. Đó, chuyên trị các cái dòng về trĩ, hàng y học cổ truyền rất là tốt cho bác luôn, hàng của thương hiệu Ditami các bác này. Đấy. Con này thì sẽ là 30.000 cho một cái tip thuốc trĩ như này. 30.000 cho một tip thuốc trĩ như này nhá. Đấy, thuốc trĩ này thì bôi khá là hiệu quả luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị long ben hắc lào nhá. Bác nào chuyên bị long ben hắc lào nấm ngứa. Đấy, vẩy nến acid thì các bác bôi hết vào đây cho em. Con này sử dụng cũng rất là hiệu quả luôn, nó cũng là thuộc dạng tip kem bôi như này. Đây các bác này. Đấy. Hàng đều là hàng gia truyền cực kỳ là lâu đời luôn các bác nhá. Đấy, em bán thì có những bác là mua cả chục tip, 20 tip với cái thuốc long ben hắc lào này luôn. Đấy. Thì con này dùng cũng rất là hiệu quả luôn nhá. Đấy, lên cho em là thuốc trĩ quá nhá. Đấy, thuốc trĩ. Giá thì xin lỗi các bác là hắc lào long biên nhá. Giá sẽ là 25.000. Đấy, chuyên trị hắc lào long biên nấm ngứa vẩy nến các thứ acid các bác bôi khỏi hết cho em. Các cái bệnh ngoài da nhá. Đấy, giá này sẽ là 25.000 cho một cái thuốc hắc lào long biên như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000 cho một lọ như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 100ml. Các bác chuyên dùng cho em. Con này thì các bác bị đau mỏi vai gáy này. Đấy, cổ tay, cổ chân và vai gáy đốt sống thì các bác dùng con này cho em. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn. Hàng của Hàn Quốc, dung tích của nó là 100ml các bác nhá. Đó, hàng nội địa của Hàn Quốc, con này thì dùng rất là tiện và an toàn. Bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi cổ, đốt sống lưng và vai gáy này. Đấy, khớp gối này, khớp vai này, khuỷu tay này, rồi đốt sống cổ này, đốt sống lưng này, dùng rất là tiện cho em. Hàng nội địa của Hàn Quốc nhá. Đấy, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Đấy, con này chuyên trị cho các bác rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 40.000 cho một tip một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp rất là tốt luôn, hoặc là mùa đông như này thì các bác dùng để mình xoa lên bàn chân trước khi đi ngủ để nó làm nóng bàn chân cũng rất là tốt luôn nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái miếng dán ngải cứu nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này. Đây, nó sẽ là dòng miếng dán và nó sẽ là dòng miếng dán cao nóng như này. Thì các bác bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên các cái phần bắp tay, bắp chân rồi cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ nhá. Các bác bị đau nhức cổ thì các bác dán lên cho em. Đây. Đấy, nó chuyên dán lên cổ các bác này. Đấy, chuyên trị để dán lên cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ các bác bị đau đốt sống lưng, đốt sống cổ, dán con này cho em rất hiệu quả luôn. Hàng nóng cực kỳ là nóng luôn, nóng siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, các bác dùng nó rất là nhạy và được chiết xuất từ ngải cứu và các loại thuốc của Nhật rất là tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. Lên cho em là dán ngải cứu sẽ là 25.000 cho một tip như này, bao gồm là 12 miếng nhá, 12 miếng. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân nhá. Các bác lên cho em là dán thải độc chân. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng. Thì nếu các bác dùng một lần hai chân thì sẽ là được 25 lần các bạn, 25 lần. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 50 miếng nhá. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái bịch miếng dán như này và một cái bịch thuốc như này. Đấy, 50 gói thuốc và 50 cái miếng dán, các bác về bóc ra cho em, sau đó thì mình dán lên trực tiếp lên các cái phần gan bàn chân. Đấy. Hoặc là nếu mà các bác bị đau bụng hoặc là bị lạnh bụng, các bác cũng có thể dán lên bụng được. Đấy, thì con này dùng nó rất là tiện, đặc biệt là trị cho các bác là thải độc chân rất là tốt luôn. Thì giá sẽ là 40.000 cho một hộp miếng dán thải độc chân như này nhá.
lên cho em là dán thải độc chân, giá sẽ là 40k. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh như mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, thì giá sẽ là 40k cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này, bao gồm là 50 miếng nhá. Giá chỉ bằng một bát phở thôi. Lên mã giúp cho em là dán thải độc chân nhá, dán thải độc chân. Đấy. Các bác đọc đủ tên cho em, nó nhiều bác thì lại đọc là miếng dán ngải cứu cho lại nhầm sang cái này, nó rất là lòng ngoằng nha. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái chai xịt, thì các bác lên cho em là xịt hôi giày nhá. Đấy các bác, xịt hôi chân này. Đấy. Thì chân các bác đi giày đi tất nhiều nó bị hôi thì các bác dùng cái chai này cho em. Lắc đều lên này, sau đó thì mình xịt trực tiếp lên giày tất như này. Đấy, thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này và khử mùi hôi, chống mùi hôi rất là tốt luôn. Đó thì các bác xịt trực tiếp lên giày tất cho em. Một chai này của nó thì dung tích của nó sẽ là 260ml. Các bác xịt trực tiếp lên phần giày cho em như này, dốc ngược lên mình xịt lên giày cho em. Đó. Lên cho em là xịt hôi chân nhá. Xịt hôi chân. Xịt hôi chân này. Xịt hôi chân giá của nó sẽ là 35k cho một bịch như này thôi. 35k cho một lon như này nhá. Đấy, 35.000 cho một cái bình xịt hôi chân như này, rất là tiện. Đó thì giày tất này, các bác bị hôi các bác xịt trực tiếp lên bàn chân hoặc xịt lên tất hoặc là xịt lên trong vào trong giày nhá. Đây các bác nhá. Chỉ mấy đứa hôi chân mới sử dụng cái bình xịt này thôi chứ gì. Nói bảo ít học thì lấy tự ái. Sự thật thì càng những người sạch sẽ thơm tho thì họ lại càng hay sử dụng những sản phẩm như thế này. Trời thì nắng nóng, ai đi giày dép mà chẳng có mùi. Trai hay gái thì cũng thế. Muốn cho giày dép thơm tho thì cầm cái bình xịt khử mùi giày Nhật Bản này, dốc ngược chai rồi ấn. Với công nghệ AG cộng kết hợp với mùi quải hương sẽ loại bỏ mùi khó chịu trong đôi giày của bạn. Và đương nhiên là có thể xịt trực tiếp vào lòng bàn chân để ức chế khả năng gây mùi. Bạn sẽ cảm thấy khá là mát lạnh. Ngày 2 lần sáng tối thì khoảng 10-15 ngày mới hết. Anh em nào cần nhanh tay bấm cửa hàng. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Giá chỉ có 35k cho một cái chai xịt hôi chân các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Kéo hộp đỏ như này, giá của nó sẽ là 160.000 cho một chiếc. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, này các bác này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Đó, đây, made in Japan các bác này. Nội địa của Nhật, made in Japan luôn. Con này thì giá sẽ là 160.000. Cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn. Có lẫy khóa như này nhá và lò xo chữ V nhá. Các bác có thể tháo ra thay thế rất là tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con kéo hộp đỏ này thôi. Lên xem là kéo hộp đỏ 160.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Thì đây nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em. Bên em có kèm sẵn viên pin cho bác rồi, về chỉ việc lắp vào cho em là xong nhá. Đấy, lắp thì các bác lắp cho em là đúng 12 giờ trưa để nó lên 12 giờ là các bác khỏi phải lấy giờ luôn. Đấy, cứ lắp đúng 12 giờ trưa là nó sẽ lên 12 giờ như này nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ cả độ ẩm luôn và lắp cho em đúng 12 giờ trưa nhá. Độ ẩm hôm nay miền Bắc rất là cao, 99%. Đấy, nhiệt độ là 22,3 độ C và đang là 12 giờ. Đấy thì các bác cứ lắp đúng 12 giờ trưa cho em. Con này thì giá sẽ là 90.000 các bác nhá. 90k. Đấy, lên cho em là đồng hồ nhiệt kế, giá sẽ là 90k các bạn. Đó, 90k trong con đồng hồ nhiệt kế như này. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Tiếp theo nay bên shop còn hai cái đồng hồ kìm đa năng nữa nhá. Đấy. Đồng hồ kìm vạn năng. Con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác, cái giá chỉ có 210.000 thôi. 210.000 cho một con đồng hồ kìm vạn năng như này và bao ship cho các bác luôn. Đây đầu dây này. Đấy, sẵn pin cho bác như này và có kìm để cho các bác dùng để mình đo điện rất là tiện ích luôn. Lên cho em là đồng hồ kìm vạn năng nhá. Còn hai con nữa. Thanh lý nốt cho các bác 210.000 một chiếc. 210.000 cho một chiếc đồng hồ kìm vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kèm đánh răng thì nó sẽ có hai mẫu, hàng của Nhật và của Hàn nhá. Đấy, thì các cái loại thuốc thì em cũng để kèm đánh răng vào cùng cái mục này luôn. Đó, kèm đánh răng của Hàn, hàng made in Korea. Đây, made in Korea các bác nhá. Đây. Made in Korea các bác này, Hàn Quốc 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Giá sẽ là
40.000 cho một tiếp kem đánh răng của Hàn Quốc như này nhá. Đến theo là kem đánh răng Hàn Quốc 40.000. Tiếp theo là kem đánh răng Nhật chuyên chống viêm liễu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, hàng made in Japan, 170g. Giá thì sẽ là một tiếp như này, giá của nó sẽ là 60.000 cho một tiếp kem đánh răng của Nhật như này. Đây, made in Japan nhá. Đó, 170g. Chuyên trị viêm liễu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, dùng rất là tốt luôn. Thì có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, kem đánh răng Nhật thì sẽ là 60k cho một tiếp kem đánh răng Nhật như này. 60k. Chuyên trị viêm liễu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, 60.000. Còn kem đánh răng của Hàn Quốc thì sẽ là 40k nhá. 40k. Rồi, ok.